chương 1080, cái tên yêu đế. Thạch cảm đương mới đứng dậy cắn răng vung kiếm chém, biểu tình dữ tợn như mãnh thú. Đối diện viêm hoàng mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần nhưng thạch cảm đương không sợ chút nào, vì gã tự nguyện khiêu chiến viêm hoàng, hoặc chết hoặc thắng. Các sinh linh bàn tán xôn xao, viêm hoàng mạnh quá, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đánh nhau, hèn gì thứ hạng của viêm hoàng trên hùng chủ bảng cao vậy, mạnh đến khó tin. Nhiệt độ này dù cách pháp trận vẫn cảm thấy sợ, tần thánh đế chỉ có thể phái hình thiên gia các hùng chủ bị khí thế của viêm hoàng hồ sợ kiếm chủ cửu u âm đế nheo mắt nhìn hai người cảm nhận uy hiếp cửu u âm đế bị thương nặng nghiến răng sau khi bị đông hoàng thái nhất tổn hại nặng gã không còn sức đấu với đám hùng chủ viêm hoàng tần thánh đế thậm chí rất có thể không chen lọt vị trí cửu đế nghĩ đến đây mắt cửu u âm đế đầy oán hận lườm đông hoàng thái nhất tần quân cao mày nhìn hắn không ngờ viêm hoàng mạnh như vậy tần quân mở miệng nói hình diệt thế yêu đế bỗng nhảy vào trận pháp dễ vào nhưng khó ra khống chế trận là mấy trăm đệ tử thiên mệnh điện giải rác các góc mép đài diệt thế yêu đế ra sân liền chạy ngay tới gần viêm hoàng thế không thể đỡ viêm hoàng đá bay thạch cảm đương xoay người lao vào diệt thế yêu đế viêm hoàng cuồng cười ta chống mắt xem thuộc hạ của tần thánh đế mạnh đến mức nào áo choàng như lửa sau lưng gã cuộn lên thành con rồng bay qua đỉnh đầu viêm hoàng táp hướng diệt thế yêu đế Siêu cường giả mười mấy vạn năm trước và cường giả đỉnh cao hiện nay đụng độ. Đám hùng chủ hồi hộp nhìn, Thiên mệnh đại đế nheo mắt. Ầm 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 ầm, Diệt Thế Yêu đế gầm giống đấm vào rồng lửa, cuồng phong tứ tán. Tôn Ngộ Không, Thạch cảm đương bị hất bay, trận pháp bị thổi vặn vẹo suýt vỡ tan. Mấy trăm vạn sinh linh quanh đài cửu đế sợ hết hồn, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, dù cách trận pháp bọn họ cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng đó. Tần Quân nhướng mày, kinh ngạc hỏi: diệt thế yêu đế đến đại la thủy tiên bằng ma vương dương tiến kim quang thánh mẫu căng thẳng xem cuộc chiến đổ mồ hôi dùm ba người tôn ngộ không bồ đề tổ sư gật đầu nói đúng vậy hắn cũng đến đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ có một câu bồ đề tổ sư không nói là đại la trí tiên cảnh bị áp chế tu vi nếu không cảnh giới càng cao nữa bị nhốt 10 vạn năm làm thực lực của diệt thế yêu đế rút lui nhiều tôn ngộ không trợn to mắt nói mạnh quá lúc trước tôn ngộ không còn tuyên bố khiêu chiến với diệt thế yêu đế giờ bị bẽ mặt nhưng tôn ngộ không không xấu hổ ngược lại càng hưng phấn diệt thế yêu đế như vậy khiêu chiến mới càng vui viêm hoàng kinh ngạc kêu lên a à, ngươi cũng đến đại la thủy tiên cảnh viêm hoàng giơ hai tay vỗ lửa như sóng biển muốn nhấn chìm diệt thế yêu đế diệt thế yêu đế mở mắt ra tia sáng lạnh lấp lóe trong mắt diệt thế yêu đế quá to sóng âm vô hình biến hữu hình va chạm với sóng lửa đài cửu đế rung lắc dữ dội các hùng chủ xôn xao, bọn họ đánh thật, người kia là ai mà có thể đấu ngang với viêm hoàng. Khoan, trông giống như diệt thế yêu đế, diệt thế yêu đế, ui, là diệt thế yêu đế khiêu chiến thiên tuyển phủ. Thân phận của diệt thế yêu đế nhanh chóng chuyển ra, tất cả sinh linh giật mình. Ban đầu chỉ có số ít sinh linh nhận ra diệt thế yêu đế, giờ thì hầu như mấy trăm vạn sinh linh đều biết. Người có tên cây có bóng, danh tiếng của diệt thế yêu đế khỏi phải nói nhiều, cường giả số một dưới tay chiến thần cơ vĩnh sinh ngày xưa. Hèn gì gã đầu vào tần quân, hắn là chiến thần chuyển thế. Tôn ngộ không, thạch cảm đương đánh với ba thuộc hạ của viêm hoàng. Tần quân nhìn chằm chằm chiến đấu, hỏi, diệt thế yêu đế có thể thắng không? Không đưa ra hình thiên mà chiến thắng viêm hoàng sẽ cổ vũ hy vọng của tần quân. Hình thiên nhún vai nói, tám lạng nửa cân, nếu để gã ra tay thì một đấm đã giải quyết viêm hoàng. Bồ đề tổ sư luôn giữ nụ cười, như một phàm nhân. Bồ đề tổ sư đứng bên cạnh hình thiên rất dễ bị người bỏ qua. Đại cửu đế rung lắc bần bật, diệt thế yêu đế lao đến trước mặt viêm hoàng, quyền cước như mưa dã vào người gã, hoàn toàn không sợ lửa cháy hừng hực trên người gã. Thân hình hai người giao thác mau đến khó tin, di chuyển trong phạm vi đại cửu đế hơn 9 ngàn thước, nơi đi qua để lại từng đốm hỏa hoa. Tôn ngộ không, thạch cảm đương bắt đầu nghiền áp ba thuộc hạ của viêm hoàng. Hai người đều là thiên tài chiến đấu, trong cùng giai có thể nhẹ nhàng tung hoành vô địch. Viêm Hoàng nghe tiếng bàn tán từ xung quanh, khí thế của gã càng mạnh hơn. Ha ha ha, Diệt Thế Yêu Đế sao? Quả nhiên danh xứng với thực. Khiêu chiến cường giả 10 vạn năm trước khiến chiến ý của Viêm Hoàng càng dâng trào. Nắm đấm phải của Diệt Thế Yêu Đế như trọng pháo đánh ra, không gian trước mặt vỡ nát, sóng lửa bị đánh ra một cái khe dài. Viêm Hoàng đứng sau sóng lửa nhanh chóng giơ hai tay đỡ. Bùm, Viêm Hoàng bị Diệt Thế Yêu Đế đánh bay vụt qua không trung ra xa mấy ngàn thước mắt diệt thế yêu đế hấp háy đuổi theo dây dưa với viêm hoàng. Tôn ngộ không, thạch cảm đương chút bực tức viêm hoàng mang đến cho mình vào ba thuộc hạ của gã, đánh cho ba thuộc hạ của viêm hoàng liên tục thụt lùi không chút sức chống đỡ. Tần quân vừa lòng gật gù, không uổng là diệt thế yêu đế, đánh với viêm hoàng vẫn chiếm ưu thế, đủ thấy diệt thế yêu đế mạnh cỡ nào. Lại thêm một thuộc hạ đại la thủy tiên, lòng tần quân lâng lâng. Âm 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 âm, âm yêu khí lượn lờ toàn thân diệt thế yêu đế, quyền cước như gió viêm hoàng cũng rất nhanh nhẹn gặp chiêu gỡ chiêu tuy luôn bị áp chế nhưng không bị thương hai đại la thủy tiên lực lượng ngang ngửa đánh nhau rất đặc sắc đa số sinh linh không thấy rõ thân hình của hai người nhưng nghe thanh thế đã rất phấn khởi tôn ngộ không hua kim cô bổng như cột trời quét ngang toàn trường thạch cảm đương nhảy lên chém nhát kiếm vào nam nhân đối diện nhiên đang biểu tình cực kỳ khó xem tần thánh đế rốt cuộc có bao nhiêu cường giả dưới tay cứ theo đà này thì lão không cách nào thoát khỏi tần quân Bên kia, hạn bạt rất vui mừng, thế lực của tần quân càng mạnh hạn bạt càng cảm giác an toàn, nàng có thể thoải mái phát triển thi hoàng điện, vì núi dựa thiên đình đại tần sừng sững. Cơ như ý cũng mừng thầm, may mắn cơ ra trước tiên đầu vào tần quân, không thì sau này muốn ôm đùi cũng không kịp. chương 1081, Đế Nữ Bí Ẩn Hùng chủ khác tâm tình khác nhau nhưng đều đang suy nghĩ thiên đình đại tần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến đấu càng kịch liệt, đại cửu đế dung bần bật, tiếng gầm rú quanh quẩn trong thiên địa thật lâu hấp dẫn càng nhiều sinh linh bay tới. Sinh linh quay quanh đài cửu đế đã cao tới 500 trượng, vô số người ngăn cách đài cửu đế với trần gian. Mạnh quá, đó là viêm hoàng, cách xa vậy vẫn cảm giác nóng cháy, thật khó tưởng tượng chiến đấu với viêm hoàng sẽ có cảm nhận thế nào. Hắn là diệt thế yêu đế, cường tướng số một cũ dưới tay chiến thần thánh đình, đúng là lợi hại, bọn họ đều hơn xa đại la kim tiên cảnh. Đại la kim tiên, đại la trí tiên ở trước mặt họ không đáng gì, tiếng ồn bao vây đài cửu đế, đám hùng chủ tập trung chú ý vào chiến đấu trong đài, không tỏ vẻ khó chịu vì ồn ào. Bọn họ cũng cần sinh linh tận mắt nhìn chiến thắng của mình rồi đồn khắp thiên hạ. Vù 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 vù, một ngọn lửa hóa thành hình rồng dài hơn 10 trượng, khủng bố kinh dị gầm giống đụng vào diệt thế yêu đế. Tóc bạc bay rối, ánh mắt diệt thế yêu đế hoàn toàn sắc bén, hai tay bỗng chắp vào nhau vỗ gió giết đánh tan ngọn lửa. Diệt thế yêu đế lạnh lùng cười, giọng nói tràn ngập xem thường ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, lửa trên người viêm hoàng tăng vọt, mắt gã như bắn ra dạ ánh sáng vàng khiến người không dám đối diện. Viêm hoàng lạnh lùng nói, tiếp theo sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là luyện ngục. Viêm hoàng bỗng giơ hai cánh tay lên, lửa bao phủ mặt đất, ánh lửa đầy trời. Diệt thế yêu đế, tôn ngộ không, thạch cảm đương và ba tu sĩ hoảng hốt nhảy lên. Nhìn từ bên ngoài thì trong pháp trận như có đám cháy, pháp trận bị đốt dao động như tùy thời sẽ tan vỡ. Hoa nhất kiếm tò mò hỏi bọn họ đều đến Đại La Thủy Tiên Cảnh, kiếm chủ ở bên cạnh nhẹ gật đầu nói, với thực lực của họ phải mất vài ngày mới phân ra thắng thua. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn ra điều đó, biểu tình không kiên nhẫn. Đứng ở độ cao của gã nhìn diệt thế yêu đế và viêm hoàng chiến đấu rất nhàm. Thiên mệnh đại đế dùng ngón trỏ gõ tay vịn, mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Chiến đấu tiếp tục, thời gian trôi nhanh. Sau hai canh giờ, diệt thế yêu đế, viêm hoàng vẫn chiến không phân cao thấp, hai người di chuyển trong biển lửa không biết mệt. Tần quân ngáp dài, bất đắc dĩ nói, thật sự đủ rồi, nếu sớm biết như vậy hắn đã kêu hình thiên vào trận, diệt thế yêu đế đang đánh hăng hái, hắn không tiện dội nước lạnh. Đám người hình thiên xem chán, tuy bọn họ từng chiến đấu lâu hơn thế này nhưng đánh nhau và xem cuộc chiến là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên nhiều sinh linh xem xong có điều ngộ, hai đại la thủy tiên chiến đấu là cảnh hiếm gặp trong đời. Thiên mệnh đại đế quát ngăn, được rồi, tính hai người ngang tay đi, mây lôi cuồn cuộn thiên địa như rơi vào màn đêm trên nóc trăm tòa lầu các khảm bảo châu phát sáng đủ để chiếu sáng đài cửu đế huống chi đài cửu đế đã bị biển lửa phủ lên diệt thế yêu đế viêm hoàng mải mê chiến đấu không ngừng lại ngay trong mắt hai người không có thiên địa chỉ có lẫn nhau hai người này điên rồi viêm hoàng có thực lực cửu đế tần thánh đế cần gì tranh đấu với hắn viêm hoàng cũng cứng đầu hình thiên vẫn chưa ra tay đúng rồi hình thiên chưa đứng ra viêm hoàng không bằng tần thánh đế đại đế đều không khoanh tay nhìn được nữa. Đám sinh linh xì sầm bàn tán, đa số xem chán. Đánh nhau hai canh giờ rồi, chẳng lẽ muốn đấu mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy tháng mới chịu. Thấy diệt thế yêu đế, viêm hoàng vẫn không dừng tay thiên mệnh đại đế nét mặt xa sầm trầm giọng nói. Ngăn cản bọn họ, đế nữ đứng bên cạnh gật đầu, lắc người biến mất tại chỗ. Giây sau đế nữ xuất hiện bên trên viêm hoàng và diệt thế yêu đế, lật hai tay lại. Diệt thế yêu đế, Viêm Hoàng cảm giác cơn gió không thể ngăn cản ập đến, thân thể bay ra ngoài, xoay tròn trên cao không ngừng lại được. Ui, đám sinh linh hút ngụm khí lạnh, các hùng chủ xoay tròn mắt. Đế nữ ngày thường đi theo bên Thiên Mệnh Đại Đế mạnh vậy sao? Kiếm chủ nhíu mày nhỏ giọng nói, nàng lại biến mạnh, kiếm chủ là số ít người từng đánh với đế nữ, vì gã khiêu chiến với Thiên Mệnh Đại Đế nhiều lần, gã không có kiên nhẫn nên kêu đế nữ ra ứng đối. Kiếm chủ chưa từng thắng đế nữ, đế nữ trầm giọng nói, trận so đấu ngừng tại đây, đế nữ vẻ ngoài thiếu nữ toát ra uy áp cực mạnh khiến người kinh ngạc. Diệt thế yêu đế cắn răng nhìn đế nữ, lòng tràn đầy kiêng rẻ, nàng này sâu không lường được. Viêm hoàng tỉnh táo lại, cười nói, thì ra là đế nữ, nếu vậy thì thôi ngừng, viêm hoàng tán đi lửa cháy, bay về lầu các của mình. Diệt thế yêu đế hít sâu rời đi, tôn ngộ không, thạch cảm đương ở phía xa không ác chiến nữa. So với diệt thế yêu đế, viêm hoàng còn nguyên vẹn thì tôn ngộ không, Thạch cảm đương bị thương Ba thuộc hạ của viêm hoàng đến đại la Chí tiên cảnh trung kỳ Rất khó chơi Một trận đại chiến kéo dài hai canh giờ kết thúc đầu voi đuôi chuột Đông hoàng thái nhất mở miệng nói Được rồi, các lâu la đã đánh xong, đến lượt chúng ta Ngữ điệu đông hoàng thái nhất không kiên nhẫn Nói lớn tiếng làm đài cửu đế yên tĩnh lại Nhìn đông hoàng thái nhất đứng trên lầu các Đám hùng chủ cao mày Đám lâu la, cái này cua đũa cả nắm Đám hùng chủ giận mà không dám nói gì muốn dùng ánh mắt giết chết đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất không quan tâm, gã đi tới mép lâu đài, nhìn thiên mệnh đại đế. Chọn cửu đế ra trước, nếu ai không phục thì khiêu chiến hùng chủ đế tuyển, thắng thì thay thế người đó. Đám hùng chủ ánh mắt hấp háy liên tục, đây đúng là ý hay. Thiên mệnh đại đế nhíu chặt mày, lúc trước gã cũng nghĩ tới điểm này, nhưng làm vậy sẽ khiến một số hùng chủ vốn nên trở thành cửu đế bị tiêu hao chết. Như nhóm từ trọng sinh, cơ như ý bị mấy hùng chủ luân phiên khiêu chiến có thể chống đỡ bao lâu. Trừ phi bọn họ cũng là đại la thủy tiên có thể nghiền áp đại la trí tiên dễ dàng. Quan trọng nhất là thiên mệnh đại đế sắp xếp thế này vì muốn các hùng chủ chính thức xếp hạng một lần. Nếu làm theo lời đông hoàng thái nhất chỉ nổi bật cửu đế. Tần quân lên tiếng, chấm cũng đồng ý, toàn trường nổ tung, hai siêu hùng chủ tạo áp lực với thiên mệnh đại đế. Mấy trăm vạn sinh linh hết sức căng thẳng, thiên mệnh đại đế sẽ có phản ứng gì? Hình thiên, yêu hoàng liên hợp có thể đánh bại thiên mệnh đại đế không? chương 1082, ứng cử viên cửu đế. Các thắc mắc lướt nhanh trong đầu họ, vừa hồi hộp vừa siêu hưng phấn. Một trận đại chiến khoáng thế sắp bùng nổ, thiên mệnh đại đế chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn quét tất cả hùng chủ, hỏi. Các ngươi cũng đồng ý, thiên mệnh đại đế không ngốc, rõ ràng đông hoàng thái nhất muốn khiêu chiến với gã, bản thân gã tự cho là trời cao, sợ gì đông hoàng thái nhất. Mặc dù kế hoạch ban đầu bị phá rối nhưng thiên mệnh đại đế càng không cho phép Đông Hoàng Thái nhất liên tiếp khiêu khích uy nghiêm. Đám hùng chủ nhìn nhau, không dám trả lời. Kiếm chủ lạnh lùng nói, vậy rất tốt, cường giả làm vua. Viêm Hoàng gật đầu theo, nhiên đăng cười nói, làm vậy mới thể hiện trừ cửu đế đều là con kiến. Trừ thiên mệnh đại đế, tần thánh đế, Đông Hoàng Thái nhất ra những hùng chủ khác không lọt vào mắt nhiên đăng. Hạn bạt khống chế từ trọng sinh khàn giọng nói, ta cũng đồng ý, Cơ như ý lên tiếng, ủng hộ, sau khi được hình thiên cứu cơ như ý đã quyết tâm hiệu trung tần quân. Các hùng chủ 10 hạng đầu biểu thị đồng ý thì thiên mệnh đại đế chỉ đành gật đầu. Thiên mệnh đại đế trịnh trọng nói, bây giờ tuyên bố ứng cử viên cửu đế, thanh âm át qua tiếng ồn, các hùng chủ hồi hộp. Có khi nào là mình, thiên mệnh đại đế, tần thánh đế, yêu hoàng, nhiên đăng, cửu u âm đế, kiếm chủ, viêm hoàng, từ trọng sinh, cơ như ý là ứng cử viên cửu đế. Nói chuyện là đế nữ, giọng nàng trong trẻo truyền vào tai mỗi vị sinh linh. Hai đệ tử đứng sau lưng đế nữ mở ra cuộn tranh trống. Đế nữ lấy một cây bút lông vung lên, tiêu sái viết tên ứng cử viên cửu đế. Thiên mệnh đại đế tuyên bố, bây giờ tất cả hùng chủ có thể khiêu chiến ứng cử viên cửu đế. Mãi đến khi nào không có hùng chủ dám khiêu chiến, cửu đế bắt đầu tranh giành thứ tự. Văn không có hạng nhất, võ không có hạng hai. Thiên mệnh đại đế luôn là số một đương thời nên cũng muốn làm đế số một gã không muốn ngang hàng với sinh linh khác. Đông Hoàng Thái nhất bĩu môi, sắc rối, Đông Hoàng Thái nhất thấy nhàm chán, nhưng gã xem trọng cửu đế và sau đó phá trời nên không phản đối. Sau khi cửu đế phá trời, Đông Hoàng Thái nhất sẽ đi xa thiên ngoại, cơn giận của cổ tiên giới thì cứ giao cho huyền đương đại thế giới gánh chịu, gã không có nhiều tình cảm với huyền đương đại thế giới. Khiêu chiến chính thức bắt đầu, rất nhanh có một hùng chủ vào trận cao rộng quát, cửu u âm đế, xuống dưới cửu u âm đế vốn bị thương nặng mặt đen như nhọ nồi. Đám hùng chủ xì sầm, vô sỉ ghê, thì vô sỉ, nhưng lát nữa người có giỏi thì đừng khiêu chiến cửu u âm đế. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đừng quên cửu u âm đế được gọi là bất tử bất diệt. Chật, người này ngốc thật, tuy âm đế bị thương nặng nhưng vẫn là ứng cử viên cửu đế khó đánh bại nhất. Đám sinh linh cũng xôn xao, tính theo vết thương thì cửu u âm đế thuộc tình cảnh xấu nhất trong ứng cử viên cửu đế cửu u âm đế đẩy hai âm tướng dìu mình ra, mặt lạnh băng bay vào trận. Làm ứng cử viên cửu đế thứ nhất bị khiêu chiến, cửu u âm đế cảm giác mất hết mặt mũi, sát ý gần như tràn ra lồng ngực. Cửu u âm đế không nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ cửu u long khí, mấy chục con rồng đen giữ tợn vặn vẹo sông hướng hùng chủ kia. Hùng chủ biến sắc mặt, tần quân cười phơi phới, cửu u âm đế tội nghiệp, địa vị lung lay, vì cái chết của yêu công tử và đại chiến hai giới âm dương nên chắc chắn cửu u âm đế luôn muốn giết hắn, bởi vậy tần quân không thèm thương hại gã. Nếu có cơ hội hắn sẽ giết cửu u âm đế, bồ đề tổ sư mở miệng nói, trong người hắn ẩn giấu lực lượng không thuộc về hắn, bằng ma vương, thạch cảm đương ngạc nhiên nhìn bồ đề tổ sư. Lão đạo nhân này đi theo tần quân thì chắc chắn không đơn giản, huống chi bọn họ không nhìn thấu lão. Tần quân nhướng mày hỏi, rất mạnh, Tại sao cửu u âm đế không sử dụng lúc đối chiến với Đông Hoàng Thái Nhất? Là không kịp hay có tính toán khác? Tần quân hít mắt suy tư, chẳng lẽ cửu u âm đế đang đợi nhan đế? Bồ đề tổ sư mỉm cười nói. Tạm tạm, tần quân yên lòng, bồ đề tổ sư là đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Hình thiên nhìn bồ đề tổ sư chăm chú, không biết đang nghĩ gì. Âm 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 âm, mấy chục con rồng đen ngưng tụ bằng cửu u long khí điên cuồng đuổi theo hùng chủ, đánh cho hùng chủ không kịp trở tay, bị áp chế hoàn toàn. Hùng chủ trợn to mắt nói, lòng dậy sóng dữ. Sao có thể như vậy? Tại sao hắn còn mạnh đến thế? Hùng chủ hai tay cầm trường đao ngăn cản cửu u long khí trùng kích. Cửu u long khí bá đạo lại làm các sinh linh sôi trào. Tuy cửu u âm đế bị thương nặng nhưng vẫn mạnh như thế, không uổng là chủ cửu u. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, cửu u âm đế mạnh mẽ đánh bại kẻ địch, làm đối thủ té xỉu bên mép đài cửu đế. Mắt tần quân hấp hái, nếu chấm hấp thu cửu u long khí của hắn, Long khí của tần quân vốn dựa vào hệ thống hấp thu được, nếu dung hợp cửu u long khí sẽ càng mạnh. Cửu u âm đế cảm nhận ánh mắt của tần quân vụt ngoái đầu, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ sát ý. Lòng cửu u âm đế trùng xuống, tiểu tử này, cửu u âm đế không muốn kết thù kết oán với tần quân, gã đã thấy hình thiên mạnh cỡ nào. Lòng cửu u âm đế nặng nề, gã bay về lầu các của mình. Đám hùng chủ mới kiến thức biểu hiện hung tàn của cửu u âm đế nên không dám tiếp tục khiêu chiến một đám người từ chân trời bay đến, dẫn đầu là lâu nam thiên tuyển phủ chủ, và lệ thanh bị vạn kiếp ngự trùng khống chế. Lệ thanh cắn răng nói, đằng trước là hội trăm hùng, nghĩ đến tần quân ở ngay phía trước là lệ thanh rét run. Khuôn mặt già nua của lâu nam tràn đầy u ám, hơi thở mạnh quá, nguy rồi, bọn họ cứ tiếp tục đánh sẽ kinh động của tiên giới. Lão đã đánh giá thấp quần hùng thiên hạ, thiên tuyển phủ được thành lập sau khi thần tiên hủy diệt thánh đình, đã được 13 vạn năm, chấp đạo thay trời vì sự yên ổn của huyền đương đại thế giới. Thiên tuyển phủ đã đổi mười mấy đời phủ chủ, lý do khác nhau. Lâu Nam là phủ chủ lâu nhất, cúc cung tận tụy với thần tiên, còn với huyền đương đại thế giới thì mắt nhắm mắt mở. Trừ đế nữ ra không ai biết Lâu Nam có quan hệ với thiên mệnh đại đế. Lâu Nam vừa bay hướng đài cửu đế vừa thầm cầu nguyện. Người tự nhận là thiên mệnh hướng về, hy vọng người có thể dẫn dắt huyền đương đại thế giới vượt qua đại kiếp nạn lần này chương 1083, Đại Năng của Tiên Giới. Chiến đấu tiếp tục trên đài cửu đế. Sau cửu u âm đế, ứng cử viên cửu đế thứ hai bị khiêu chiến là Từ Trọng Sinh. Hạn bạt cùng Từ Trọng Sinh tác chiến, đối thủ là Kỳ lang Vương. Từ Trọng Sinh bây giờ đã hoàn toàn thành con rối cương thi của hạn bạt, chiến đấu toàn dựa vào bản năng, vô cùng cuồng bạo như mãnh thú. Các thanh cốt binh bị Từ Trọng Sinh chế tạo từ không khí, thân hình như mũi tên nhọn tấn công Kỳ lang Vương liên tục thụt lùi, Kỳ Lang Vương chửi thầm, sao tên này như nổi điên vậy? Trước kia Kỳ Lang Vương từng đánh nhau với Từ Trọng Sinh, hai bên tám lạng nửa cân, cho nên gã mới chọn Từ Trọng Sinh liều một cơ hội. Không ngờ Từ Trọng Sinh đã khác hẳn ngày xưa, công kích không chút lý trí, thậm chí không phòng ngự, từng chiêu lấy mạng. Kỳ Lang Vương giữ hình người, hai móng vuốt như 10 thanh kiếm bén đánh với Từ Trọng Sinh, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai bên di chuyển nhanh dọc theo đài cửu đế, hạn bạc thì đấu với đám yêu vương thuộc hạ của Kỳ Lang Vương, chiến đấu rất đặc sắc kéo trái tim mấy trăm vạn sinh linh. Từ trọng sinh nhỏ giọng gầm gừ, vung tay phải lên, chín thanh cốt kiếm song song bắn ra muốn đâm chết kỳ lang vương. Nhưng kỳ lang vương không yếu, hai móng vuốt đẩy tới trước, dùng yêu lực cưỡng ép ngăn lại. Các sinh linh bàn tán sôi nổi, hắn thật sự là từ trọng sinh sao? Đúng vậy, từ trọng sinh lúc trước ta gặp đều là khí độ bất phàm, trầm ổn đại khí. Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma, nữ nhân kia có lai lịch gì, như người như quỷ lại giống yêu, Kỳ lang vương gặp rắc rối rồi. Sinh linh xem cuộc chiến đã đột phá 400 vạn, bao vây đài cửu đế kín không kẽ hở. Các hùng chủ thấy từ trọng sinh kỳ kỳ, nhưng cương thi cũng thuộc về thi nên bọn họ không nhìn ra manh mối. Thiên mệnh đại đế, đông hoàng thái nhất, cửu u âm đế, kiếm chủ bí hiểm nhìn hạn bạt. Lúc đại chiến hai giới âm dương hạn bạt và từ trọng sinh từng cùng xuất hiện, hay bọn họ có quan hệ với nhan đế? Bị nhan đế bắt mà từ trọng sinh trốn ra được, thật sự không có âm mưu gì từ trọng sinh không có thực lực mạnh mẽ giống như nhiên đăng. Kiếm chủ lầm bẩm nhan đế, cửu u âm đế nghiến răng nghiến lợi, đông hoàng thái nhất cười cợt nhìn hướng tần quân, thiên mệnh đại đế mặt không biểu tình, bọn họ đã liên tưởng từ trọng sinh, hạn bạt với nhan đế, nhan đế không tham gia hội trăm hùng có lẽ vì có âm mưu. Đoàn người thiên tuyển phủ bay ra từ trăm vạn sinh linh nhanh chóng hướng tới lầu các của thiên mệnh đại đế. Đám hùng chủ chú ý, có vài hùng chủ nhận ra thân phận của lâu nam. Thiên mệnh đại đế quay đầu, biểu tình ngạc nhiên không ngờ lâu nam đến. Thiên mệnh đại đế nửa cười nửa không hỏi, tại sao phủ chủ đến đây, không lẽ cũng thấy hứng thú với cửu đế thiên hạ, rất khó tưởng tượng hai người lén liên kết với nhau. Lâu nam đáp xuống trước mặt thiên mệnh đại đế, cười nói. Đây là việc lớn liên quan đến thiên hạ, sao ta không đến được. Lệ thanh chắp tay thi lễ với thiên mệnh đại đế, cùng các đệ tử thiên tuyển phủ đáp xuống bên cạnh, không nói chen vào. Thiên mệnh đại đế hít mắt truyền âm hỏi lâu nam chuyện gì xảy ra mặt ngoài thiên mệnh đại đế đưa tay mời lâu nam ngồi các hùng chủ tò mò lão nhân đó có lai lịch gì mà khiến thiên mệnh đại đế đãi khách sáo như thế một hùng chủ nhỏ giọng nói đó là phủ chủ thiên tuyển phủ hùng chủ hai bên nghe xong truyền tay nhau thân phận của lâu nam rất nhanh truyền ra phủ chủ thiên tuyển phủ cũng đến các hùng chủ bất an lúc trước thiên mệnh đại đế có nói sau khi cửu đế thành lập sẽ phá trời phá mở phong ấn của nhóm thần tiên tương đương với chống đối thiên tuyển phủ thì đại biểu thần tiên. Từ trọng sinh, kỳ lang vương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Từ trọng sinh cuồng bạo làm vết thương trên người kỳ lang vương càng nhiều hơn, máu đổ, gã đau nghiến răng, mắt sói đỏ ngầu. Từ trọng sinh đã hoàn toàn biến thành ma thú, mặt dữ tợn. Rào, kỳ lang vương không chết thì từ trọng sinh sẽ không ngừng lại. Hạn bạt áp chế đám yêu vương, dần chiếm ưu thế, cán cân thắng lợi đã nghiêng hướng thi hoàng điện. Lâu Nam vừa uống trà vừa truyền âm cho thiên mệnh đại đế. Không biết tại sao cổ tiên giới có vị đại năng sắp sáng lâm huyền đương đại thế giới chúng ta, không biết có phải vì đặc sứ kia mất tích không? Thiên mệnh đại đế cao mày, đại năng cổ tiên giới, thiên mệnh đại đế có linh cảm không may, nhưng hội trăm hùng đã tổ chức, không thể bỏ giờ. Thiên mệnh đại đế truyền âm hỏi, vậy phủ chủ đến vì điều gì? Trực tiếp phái người truyền tin là được, lỡ người kia đến thì phủ chủ còn phải kiềm chế. Ngữ điệu của gã nặng nề có chứa trách móc, lâu nam lắc đầu cười, trừ thiên mệnh đại đế ra không ai thấy nụ cười của lão cay đắng. Lâu nam hồi âm, tin tức này là một vị tiền bối phi thăng của của thiên tuyển phủ báo cho ta, tức là đại năng kia sẽ đến bất ngờ. Thiên mệnh đại đế biểu tình cực kỳ khó xem, tức là đại năng đó có lẽ ở chỗ nào đó nhìn họ. Thiên mệnh đại đế tự nhận là vô địch thiên hạ nhưng không tự phụ đến mức cho rằng mình ở trên cổ tiên giới. Lâu nam giả vờ xem cuộc chiến thật ra là giao lưu với thiên mệnh đại đế. Về vị đại năng kia ta chỉ nghe hai chữ, huyền hư nhìn theo ánh mắt lâu năm từ trọng sinh đã buộc kỳ lang vương hiện nguyên hình các thanh cốt binh đâm vào người gã máu tuôn ổ ạt thiên mệnh đại đế lẩm bẩm biểu tình thắc mắc huyền hư phập hai tay từ trọng sinh cầm cốt mâu dài ba trượng đâm thủng cổ hỏng kỳ lang vương đám yêu vương đánh nhau với hạn bạt trợn tròn mắt không lẽ kỳ lang vương sắp thua hoa nhất kiếm ngồi bên cạnh kiếm chủ nhíu chặt mày gã không hy vọng kỳ lang vương chết tại đây hoa nhất kiếm phải tự mình báo thù mới vơi bớt mối hận trong lòng hạn bạt phụt ngoái đầu mắt lóe tia sáng từ trọng sinh đang định xé nát kỳ lang vương chợt khựng lại đế nữ vội tuyên bố từ điện chủ thắng lợi nàng sợ từ trọng sinh giết kỳ lang vương các hùng chủ phản ứng khác nhau không ngờ từ trọng sinh chẳng dễ chọc trừ từ trọng sinh ra còn lại cơ như ý dễ ăn ngày càng nhiều ánh mắt nhìn gã khiến gã chửi thầm mắt chó xem thấp người hai bên ra khỏi trận chốc lát sau một hùng chủ vào trận hét lên ta muốn chiến với cơ như ý Cơ Như Ý biến sắc mặt nói, quả nhiên, Cơ Như Ý lập tức đứng dậy, thứ hạng của đối phương trên hùng chủ bảng không cao, không đáng khiến gã kinh hoàng. Chương 1084, U Vương tái hiện. Cơ Như Ý dựa vào đại đạo sinh thiên luân nhanh chóng thắng, nhưng chưa xuống sân thì lại có hùng chủ khiêu chiến. Sau khi liên tục thua ba vị hùng chủ, Hải Cực Vương lại vào trận. Mắt Hải Cực Vương đầy tơ máu, chết tiệt, ta nhất định cướp được đế vị. Hải Cực Vương đã thua dưới tay kiếm chủ không ngờ bây giờ gã lại nhảy lên. Bộ dạng của hải cực vương khiến nhiều hùng chủ lắc đầu ta thán. Nhiên đăng chép miệng kinh ngạc nói, hắn bị tàu hỏa nhập ma rồi sao? Nhiên đăng không hề cảm thấy áy náy, nếu không phải tiệt giáo cung luôn tấn công hải cực điện thì hải cực vương đã không bị buộc đến nông nỗi này. Sở câu hoài không trả lời, gã run cầm cập ngồi xổm trong góc lầu các, khiến người dễ dàng bỏ qua sự tồn tại. Tần quân nhướng mày, cơ như ý là người hắn phải bảo vệ, cứ theo đà này sợ là gã không vượt qua được vài trận chiến. Trong số ứng cử viên cửu đế thì cơ như ý yếu nhất, sẽ bị quần hùng theo dõi. Hình thiên hỏi, có cần ta hỗ trợ không bệ hạ, trừ ứng cử viên cửu đế ra tất cả hùng chủ cộng lại gã cũng không ngán. Tần quân lắc đầu nói, ngươi là người của chấm, nếu tiếp tục ra tay chắc chắn chọc giận thiên mệnh đại đế, có lẽ sẽ phế bỏ tư cách ứng cử viên cửu đế của cơ như ý. Làm sao mới giúp được cơ như ý đây? Tần quân sờ cầm suy tư, một lão nhân xông ra từ đám đông, mặc áo đen cũ nát, tóc hoa dâm bới trên đầu, vóc dáng gầy gò lọng khọm, da ngăm đen. Lão bay nhanh hướng lầu các của tần quân, hình thiên, bồ đề tổ sư, tôn ngộ không, dương tiến, thạch cảm đương, bằng ma vương, kim quang thánh mẫu bản năng quay đầu nhìn lại. Lão nhân bị cả đám nhìn chằm chằm cứng ngắc giữa không trung, mắt lộ tia kinh hoàng. Lão nhân thầm hoảng sợ, những người này, mạnh quá, lão nhân là quỷ cốc tử được tần quân triệu hoán ra, cố ý đến hiệu lực cho hắn không ngờ bị ánh mắt của đám thần ma hình thiên hù sợ lão nhân nhanh chóng bình ổn tâm tình chắp tay hô ta tên quỷ cốc tử ngưỡng mộ thủ đoạn hùng tâm của thánh đế bệ hạ đặc biệt đến đầu bái mong thánh đế bệ hạ thu nhận tu vi của quỷ cốc tử không đỉnh cao gì nhưng lão rất tự tin tần quân xoay người lại nhìn mừng thầm vì quỷ cốc tử đã đến tới đây thì ba thần ma được triệu hoán đều đến đầu vào tần quân các hùng chủ đều thấy May mà quỷ cốc tử chỉ là thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, không thì bọn họ sẽ ghen tị. Tôn ngộ không, dương tiến, bằng ma vương biến sắc mặt. Quỷ cốc tử, không lẽ là vì quỷ cốc tử trong truyền thuyết kiếp trước? Bồ đề tổ sư bấm đốt tính, ánh mắt trở nên bí hiểm. Hình thiên thờ ơ, tần quân ngoắc tay, cười nói. Lên đây đi, nốt nhạc đệm này không gây nhiều sóng gợn, các sinh linh vẫn lo tập trung chú ý vào chiến đấu trong trận. Lâu nam nhìn tần quân, hỏi vị kia là nhan đế hay tần thánh đế? Thiên mệnh đại đế không yên lòng trả lời. Tần thánh đế, nhan đế không đến. Thiên mệnh đại đế vẫn đang suy nghĩ về đại năng của tiên giới. Lâu Nam đánh giá tần quân, trẻ tuổi đẹp trai, khí chất xuất chúng, nhân vật thiên kiêu nhìn một lần rất khó quên. Mắt Lâu Nam hấp hái, hay là tử vi tinh lúc trước, thiên mệnh đại đế ở bên cạnh không chú ý đến Lâu Nam khác lạ. Thời gian trôi mau, một canh giờ sau, cơ như ý không chịu nổi bị một hùng chủ tên đinh võ tướng đánh bại. Đinh Võ Tướng là nam nhân anh Võ, mặc áo dài màu trắng lam, có nhiều pháp bảo cộng với tu vi cùng là đại la trí tiên cảnh hậu kỳ, gã tìm đúng thời cơ thừa dịp cơ như ý kiệt sức thì tấn công, thành ứng cử viên cửu đế mới. Mấy trăm vạn sinh linh thảo luận, cơ như ý rốt cuộc hơi yếu chút, tuy Đinh Võ Tướng rất âm hiểm nhưng cũng nói lên cơ như ý không có thực lực bá tuyệt thiên hạ. Đinh Võ Tướng che giấu sâu thật, trong hùng chủ bảng chỉ xếp hạng 61. chậc nếu để đinh võ tướng trở thành một trong cửu đế sẽ là trò cười lớn nhất thế giới danh tiếng và thực lực của đinh võ tướng không xứng làm cửu đế nên không nhiều người ủng hộ tần quân nhìn cơ như ý mất hồn mất vía sắc mặt hắn hơi lạnh lùng không phải nhằm vào gã hắn biết gã đã hết sức sau này tìm cơ hội đẩy cơ như ý lên vậy mái tóc dài bay trong gió khuôn mặt đinh võ tướng lạnh lùng nhìn quét toàn trường đinh võ tướng định xuống sân khấu bỗng một hùng chủ nhảy lên so với ứng cử viên cửu đế khác thì đinh võ tướng dễ nắm bắt hơn nhiên đang la lên đám hèn các người có ngon thì khiêu chiến ta đi trừ cơ như ý từ trọng sinh ra không hùng chủ nào dám khiêu chiến ứng cử viên cửu đế khác nhiên đang thấy chán không ai trả lời bỏ mặc nhiên đang lúng túng đông hoàng thái nhất nằm trên tháp chập mắt đám thuộc hạ yêu vương không biết nên nói cái gì kiếm chủ ngồi xếp bằng luyện công cửu u âm đế dưỡng thương viêm hoàng uống rượu thiên mệnh đại đế trò chuyện với lâu nam bọn họ ngăn cách khỏi chiến đấu trong trận tần quân nghe buồn cười nhiên đang nói chuyện luôn đáng đánh thời gian tiếp tục trôi đinh võ tướng khá dẻo dai trong nửa canh giờ liên tục chiến một trận vẫn không thua không phải vì đinh võ tướng siêu mạnh mà nhờ hai thuộc hạ đều có thực lực đại la trí tiên cảnh hậu kỳ hùng chủ khác không có hai cường giả đại la trí tiên cảnh hậu kỳ quái hai người kia là thần thánh phương nào không rõ ràng tuy rằng Đinh Gia Bảo thế lực không lớn nhưng dựa vào ba người bọn họ giết vào 10 hạng đầu chắc không khó khăn. Hùng chủ bảng không phải vạn năng, Đinh Võ Tướng rất điệu thấp, mệnh cơ các có được tình báo quá ít. Đây mới là hùng chủ thật sự, chờ đợi thời cơ, một bước lên trời. Không biết Đinh Võ Tướng có thể chống chọi bao lâu đây? Đám sinh linh thảo luận rôm giả, ngày càng nhiều người ủng hộ Đinh Võ Tướng. Khí chất của gã cô độc lạnh lùng, không nghiệm tiện huynh hoang như nhiên đăng sau nhiều trận thắng đinh võ tướng đã chứng minh bản thân tiếng ủng hộ gã càng nhiều lên mây lôi trên đài cửu đế cuộn trào càng kịch liệt bóng tối đã buông xuống nhưng hội trăm hùng vẫn náo nhiệt ồn ào thiên mệnh đại đế lâu nam kiếm chủ cửu u âm đế viêm hoàng ngước lên nhìn hình thiên bồ đề tổ sư nhiên đăng cũng nhìn lên đông hoàng thái nhất luôn tỏ vẻ khinh thường chợt mở mắt phải ra lâu nam cau mày lẩm bẩm đây là hơi thở gì thiên mệnh đại đế thầm thắc mắc Đông Hoàng Thái nhất cười nói, chật, cuối cùng không ngồi yên, chương 1085, người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Một đoàn khói đen lơ lửng trên mây lôi, tia chấp từ bốn phương tám hướng tụ tập trên người nó nhưng không thể đánh tan nó. Khói đen nhanh chóng dâng lên hóa thành một bóng người điên cuồng hấp thu lực lượng lôi điện. Trong khói đen truyền ra giọng U Vương mơ hồ thức tỉnh. Loại cảm giác này, vì sống lại U Vương cố ý núp trên mây lôi, hơi thở chiến đấu của các hùng chủ dẫn thiên lôi đến, gã thì hấp thu thiên lôi phục hồi. Lần này U Vương muốn báo thù, giết Tần Thánh Đế, Hình Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân hỏi, chuyện gì xảy ra, tuy chưa đột phá thái ất cảnh nhưng Tần Quân vẫn cảm nhận được uy áp như đến từ tuyên cổ, càng lúc càng mạnh, khiến người linh hồn run rẩy. Các hùng chủ, sinh linh ngước lên nhìn, cuộc chiến giữa đinh võ tướng và hùng chủ bị bỏ qua. Mây lôi cuồn cuộn, thiên lôi đi đùng, từng đợt thiên lôi như thất luyện màu trắng liên tiếp sáng xuống chiếu sáng nguyên tuyệt thiên nguyên đinh võ tướng vừa chiến đấu vừa hay ngước lên nhìn nỗi lòng bất an hình thiên nhìn mây lôi bên trên có thứ gì tần quân nhướng mày có thứ gì tần quân định hỏi tiếp bỗng giọng u vương âm u vang vọng thiên địa bản vương muốn giết hết đám tạp nham các ngươi thanh âm sen lẫn sát ý và độc ác vô tật khiến vô số sinh linh sợ hãi hai vị hùng chủ đang đánh nhau chợt ngừng lại cảnh giác nhìn mây lôi phủ lên màn đêm thiên mệnh đại đế cao mày lạnh lùng nói Người đã chết lâu như vậy vẫn không khiến người bất lo. Dường như gã đã biết thân phận của U Vương. Lâu Nam mờ mịt hỏi, người đang nói ai? Mây lôi bỗng xoay tròn hình thành vòng xoáy lớn, đường kính nhanh chóng khuếch trương, trong chớp mắt đến vạn thước, như xé mở cái lỗ to trên bầu trời. Một bóng đen từ chính giữa vòng xoáy chậm rãi giáng lâm, thân thể như khói đen, xem không rõ khuôn mặt, chỉ có thể trông thấy đôi mắt đầy tơ máu khiến người hãi hùng lạnh sống lưng. U Vương, tồn tại xa xưa còn hơn Thánh Đình u vương nhìn xuống mấy trăm vạn sinh linh lạnh giọng nói hôm nay các ngươi đừng hòng đi bị nhan vương thành nhốt vô số năm vừa xuất thế đã bị đông hoàng thái nhất truy sát đến hội trăm hùng bị hình thiên mạnh mẽ oanh sát thân thể tất cả oán hận tức giận không cam lòng vặn vẹo trái tim nhân tổ này nhiên đang nằm trên tháp cáu kỉnh quát cuồng vọng nói như thể ngươi lợi hại lắm vậy thanh âm chấn động bát phương chui vào lỗ tai u vương khiến sát ý trong mắt gã càng sâu đám hùng chủ khóe môi co giật vì sao lão thích kéo thù hận quá vậy vòng xoáy mây lôi đã khuếch trương đến trăm dặm tựa như mồm máu há to nuốt thiên địa làm tất cả sinh linh trong tuyệt thiên nguyên kinh khủng sinh linh ở các nơi tuyệt thiên nguyên kinh kêu đó cái gì chẳng lẽ có người độ kiếp độ kiếp vậy thì phải là cảnh giới như thế nào hơi bị kỳ các ngươi nhìn xem chỗ đó hình như có cái gì giọng nói vừa rồi là thật tuyệt thiên nguyên lớn biết bao nhưng bây giờ ngước lên là thấy ngay vòng xoáy mây lôi áp lực như trời sập khiến bọn họ ra đầu tê dại muôn vàng thiên lôi đánh vào người u vương thân hình ngưng thực hơn u vương đầu đội bóng đêm trông như ma thần diệt thế toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ không gì sánh bằng hình thiên nhìn u vương hỏi cần ta ra tay không tuy hơi thở của u vương đang biến mạnh với tốc độ nhanh đến khó tin nhưng vẫn không lọt vào mắt gã tần quân lắc đầu cười nói gấp cái gì rõ ràng u vương không chỉ nhằm vào họ các hùng chủ khác đừng mơ bình an sống sót thiên mệnh đại đế nhẹ giọng hỏi các vị có ai có thể chu tà ma này tất cả sinh linh nghe rõ mồn một, một chu ma trước mặt nhiều sinh linh như thế là việc rất phong cảnh rất nhanh một số hùng chủ dục dịch liên tiếp vọt lên họ như những mũi tên rời dây cung bay hướng u vương trên cao trong đám sinh linh vây xem có nhiều cường giả không kiềm được lòng muốn ra oai cũng sông hướng u vương u vương tuyên bố muốn giết hết tất cả sinh linh thì rõ là không phải người lương thiện giết gã sẽ không làm các cường giả áy náy tiếng gió vù vù hàng trăm ngàn bóng người vụt qua trời đêm sông hướng U Vương, kéo theo trái tim của mấy trăm vạn sinh linh. Hội trăm hùng xảy ra chuyện như vậy rõ ràng không phải điềm lành. U Vương mang theo muôn vàng sấm chấp lao xuống, tia chấp sáng ngời. Vòng xoáy mây lôi ở bên trên đã rộng vạn dặm, vẫn đang không ngừng khuếch trương, cuồng phong gào thét tuyệt thiên nguyên. Trong thiên địa bị sát khí kinh khủng tràn ngập, khiến các sinh linh căng thẳng thần kinh. U Vương quá to, hãy nếm mùi tuyệt vọng. Gió to thổi tia chớp trên người U Vương lắc lư, Gã giơ cao tay phải chém xuống dưới, trong phút chốc một lôi nhẫn ngưng tụ bằng thiên lôi rơi xuống. Lôi nhẫn kéo dài trăm trượng, rộng khoảng 10 trượng, thế không thể đỡ. Xông lên trước nhất là một đám hùng chủ thứ hạng không cao, bọn họ lấy pháp bảo ra, hoặc thi triển phép thuật hỏng đánh tan lôi nhẫn. Dây sau ánh sáng chói lòa khiến vô số sinh linh nhắm mắt lại, bao gồm Tần Quân. A, à, đây là cái gì? A a a a, tiếng hét thảm liên tiếp chui vào tai Tần Quân, rất nhanh có thể mở mắt ra, hắn ngước lên nhìn các bóng người từ trời đêm rơi xuống, máu loãng rơi như mưa. Đám sinh linh sao động, U Vương cầm lôi nhẫn lao nhanh hướng đài cửu đế, tay phải giơ cao lôi nhẫn đã kéo dài ngàn trượng muốn chém đài cửu đế thành hai nửa. Lôi nhẫn dài ngàn trượng cách đám sinh linh càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt tất cả. Đông Hoàng Thái nhất hành động, Đông Hoàng Thái nhất lắc người đến bên trên đài cửu đế, nhếch mép khinh miệt, giơ tay chỉ. Một luồng sáng vàng bắn ra từ ngón trỏ của Đông Hoàng Thái nhất đánh tan lôi nhẫn dài ngàn trượng, đốm lửa bắn tung tóe khắp nơi khiến trời đêm rực rỡ duy mỹ. U Vương vừa thấy Đông Hoàng Thái nhất thì lửa giận bùng nổ như núi lửa. Yêu Hoàng, U Vương giơ cao hai tay, muôn vàng lôi điện tụ lại hình thành lôi đao khủng bố dài vạn trượng như núi liền với khung trời, khiến vô số sinh linh trợn to mắt. Màn đêm tối tăm bị ánh sáng lôi đao soi tỏ, các hùng chủ nuốt nước miếng nhìn. Tần quân nheo mắt, suốt cuộc có thể trông thấy Đông Hoàng Thái nhất ra tay thật sự. U Vương biểu hiện ra khí thế siêu mạnh, kiếm chủ, cửu u âm đế, viêm hoàng vẻ mặt trầm trọng. Đông hoàng thái nhất vẫn giữ nụ cười ngạo mạng, đối diện lôi đao dài vạn trượng đông hoàng thái nhất nhỏ bé như hạt bụi. U vương như nổi điên gầm giống vung đao, chết cho bản vương, chương 1086, yêu hoàng vô địch. Thiên lôi ngừng tụ thành lôi đao mang theo thiên uy, mấy trăm vạn sinh linh quanh đài cửu đế sợ hãi không thể nhúc nhích. Đông hoàng thái nhất giơ tay phải ngang ngực, thái dương chân hỏa chui ra từ lòng bàn tay hình thành bàn tay lửa khổng lồ rộng trăm trượng vỗ hướng lôi đao vạn trượng. Bùm, lôi đao vạn trượng bị vỗ tan, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lửa và lôi điện tứ răng trên trời bao phủ đông hoàng thái nhất. Vô số sinh linh bị gió to hất bay, như có bức tường lớn bị thổi tan, đài cửu đế rung lắc dữ dội. Tần quân nheo mắt nhìn, hắn không cho rằng đông hoàng thái nhất sẽ thua, chỉ muốn biết gã mạnh đến mức nào, có mang theo hỗn độn chung không giọng cuồng ngạo của Đông Hoàng Thái nhất vang vọng thiên địa, rung động trái tim tất cả sinh linh. Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, âm 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 âm, tuyệt thiên nguyên bao la vô ngần dung bần bật sinh ra những khe hở, biến thành hiệp cốc sâu hun hút, gió to thổi thảo nguyên dập dờn như sóng biển. Trên không trung có tiếng hét thảm kéo dài không dứt, vô số sinh linh rơi tứ tung. Tần quân vẫn nằm trên tháp, có hình thiên và bồ đề tổ sư tất nhiên hắn không cần trốn. Nếu U Vương ở trạng thái cao nhất có lẽ có thể khuấy động phong vân. Đáng tiếc gã không phải, lửa và lôi điện giao nhau nổi bật bầu trời đêm thành cuộn tranh rực rỡ. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay phải lên đánh tan lôi điện xung quanh, gã ngước đầu lên thấy U Vương ngày bên trên, cách nhau hơn 7.000 thước. Chút khoảng cách này không là gì với bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất có thể thấy rõ mắt U Vương tràn ngập thù hận và tức giận. Đông Hoàng Thái Nhất ngoắc, không phục, vậy ngươi lại đây, thái độ của Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt như đùa con nít. U Vương bốc cháy lửa giận, muôn vàn lôi điện sau lưng gã càng cuồng bạo. U Vương gầm lên cùng với thiên lôi cuồn cuộn sông hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Đường U Vương đi qua đầy tiếng sấm, xua tan lửa tràn ngập. Lôi điện kéo dài ngàn trượng sau lưng U Vương, từ bên dưới nhìn lên tựa như lôi điện xé rách trời đêm, cực kỳ đồ sộ. Gần một giây U Vương đã đến trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hai tay nắm hai thanh đao to ngưng tụ bằng thiên lôi, muốn chém Đông Hoàng Thái Nhất đứt eo. Đông Hoàng Thái Nhất không né tránh, đánh ra một đấm, Thái Dương chân hỏa quấn quanh cánh tay gã, tốc độ mau đến nỗi làm con người u vương có rút không kịp phản ứng. Nhìn từ góc độ của sinh linh khác thì trông như đông hoàng thái nhất không ra tay, dầm một tiếng u vương bị đánh bay về với tốc độ mau hơn lúc bay tới, dọc đường đụng tan muôn vàn lôi điện, biển mây bị đụng thủng cái lỗ to. Ui, đám hùng chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn, cửu u âm đế, kiếm chủ, viêm hoàng xoay tròn mắt, vì vừa rồi họ không thấy rõ động tác của đông hoàng thái nhất. Ra đầu nhiên đang tê dại cười khổ nói, tiểu tử này rốt cuộc không giấu rốt nữa hình thiên cao mày, mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy thù hận. Bồ đề tổ sư nhíu chặt mày, trước khi đi tần quân từng nói lão cần đối kháng với Đông Hoàng Thái Nhất. Bồ đề tổ sư có ký ức kiếp trước hiểu rất rõ về Đông Hoàng Thái Nhất, sâu sắc biết sự khủng bố của gã. Yêu Hoàng chấp trường thiên đình hồng hoang, tiếng cười cuồng vọng không bờ bến của Đông Hoàng Thái Nhất vang khắp thiên địa. Người quá yếu, thiên mệnh đại đế nheo mắt, lâu nam ở bên cạnh vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Lâu nam run giọng hỏi, Yêu Hoàng mạnh vậy sao? Lâu Nam cảm nhận hơi thở của Đông Hoàng Thái nhất cũng thấy sợ, giống như lúc đối mặt thần tiên cổ tiên giới. Bùm, vang tiếng sấm nổ, U Vương mang theo lôi điện vô số kể lao nhanh hướng Đông Hoàng Thái nhất, chớp mắt phụt qua vạn thước, lực lượng lôi điện đầy mình, hai chùm sáng đỏ rực bắn ra từ mắt gã tựa như sát ý ngưng thực. Mắt U Vương đầy tơ máu ước gì bầm nát thây Đông Hoàng Thái nhất được. Bản Vương muốn ngươi chết, U Vương xuyên qua từng lớp biển mây, giơ cao nắm đấm phải với thế vạn quân đấm tới chớp mắt trăm vạn thiên lôi giáng xuống đánh vào tuyệt thiên nguyên nền đất nổ tung bụi bay cao ngàn thước vô số sinh linh kêu thảm né tránh tựa như cảnh địa ngục trần gian trốn mau sao bọn họ mạnh dữ vậy a a a cứu ta với cẩn thận trên đầu thảo nguyên bên dưới đài cửu đế đã bị bụi mù tràn ngập bốc lên cao mấy ngàn thước như sương mù lớn che trời u vương thế tới rào rạc đông hoàng thái nhất nhếch mép đẩy tay phải tới trước ảo ảnh chuông vàng hiện ra nhanh chóng biến lớn đụng vào u vương Tốc độ của hai bên nhanh đến mức đại la kim tiên không bắt giữ được, không gian vỡ nát, khí lưu nổ lốp bốp, như những con rồng dài vẫy vùng trên không trung, chuông vàng ảo đập vào mặt u vương. Đong, tiếng chuông vang vọng bầu trời, tất cả sinh linh trong tuyệt thiên nguyên thấy hoảng hốt. Ước vạn sinh linh trong mấy chục vực xung quanh cũng nghe thấy tiếng chuông này. Tần quân đứng bật dậy, là hỗn, tần quân chưa nói hết câu ý thức đã trống rỗng, hình thiên, bồ đề tổ sư cao mày, thần ma khác hoảng hốt ngây dại ra. Đa số hùng chủ đứng ngây tại chỗ, chỉ có Cường Giả đến Đại La Thủy Tiên cảnh là giữ tỉnh táo. Lâu Nam Kinh kêu, đó là pháp bảo gì? Thiên Mệnh Đại Đế đứng dậy nhìn chuông vàng ảo chiếu sáng trong trời đêm. Chuông ảo đã cao vạn trưởng, tựa như thần tích hiện ra trước mặt Thiên Mệnh Đại Đế. U Vương Kinh kêu, sao có thể như vậy? Chuông vàng ảo đụng U Vương liên tục thụt lùi, ngược gió mà đi, gã cảm giác tùy thời sẽ hồn phi phách tán. Nhìn từ bên dưới thì chuông vàng ảo không di chuyển, nó chỉ liên tục biến lớn. Đông Hoàng Thái nhất lại nhúc nhích, gã xuyên qua chuông vào ảo sông hướng U Vương, áo vàng bị gió thổi phần phật. Mặt Đông Hoàng Thái nhất treo nụ cười bấn cợt như chim ưng đi săn. Giờ phút này U Vương bị chuông vàng ảo đụng không thể nhúc nhích, thấy Đông Hoàng Thái nhất lao tới làm gã sợ đứng tim. Đông Hoàng Thái nhất không nương tình, chân đạp ngực U Vương, bỗng chốc ý thức của gã rơi vào hỗn độn, thân thể của gã như làn khói đen bị Đông Hoàng Thái nhất đạp bể. Tần Quân nhanh chóng tỉnh táo lại, biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chuông vàng ảo to lớn. Tần quân giết qua kẽ răng, hỗn độn chung, đông hoàng thái nhất có hỗn độn chung thì gần như vô địch. Hình thiên từng nghe sự khủng bố của hỗn độn chung, đó là thánh bảo mẫu phòng ngự mà tổ vu cũng không thể công phá. Ánh mắt bồ đề tổ sư sắc bén nhìn chằm chằm đông hoàng thái nhất trong chuông vàng ảo. Cửu u âm đế lẩm bẩm, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Chương 1087, hình thiên chiến với đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất này khiến cửu u âm đế sợ, gã nghĩ lại mà run, lúc trước không bị đông hoàng thái nhất diệt gọn đã là may mắn. Mặt thiên mệnh đại đế rắn đanh, không còn vẻ thản nhiên như trước. Đế nữ, lâu nam hóa đá, người run run, đông hoàng thái nhất vung tay phải, chuông vàng ảo cao vạn trượng biến mất. Đông hoàng thái nhất nhìn thiên địa minh mông tràn ngập trong cắt bụi, nhếch mép cười nói. Bản hoàng là vô địch, lời nói ngông cuồng của đông hoàng thái nhất quanh quẩn trong thiên địa. Nếu là lúc trước chắc chắn không ai tin, nhưng hiện tại không có sinh linh dám phản bác, đều chìm trong rung động thật lâu tôn ngộ không nhảy cẫng lên mắng quá cuồng vọng y ước gì rút kim cô bổng ra đại chiến ba vạn hiệp với đông hoàng thái nhất nhưng tôn ngộ không không ngốc biết cách biệt giữa mình và gã quá lớn ánh mắt hình thiên hung ác nhìn đông hoàng thái nhất trầm giọng hỏi bệ hạ ta có thể ra tay không giọng gã tràn ngập kiên quyết một cước đạp nát u vương các hùng chủ bị biểu hiện của đông hoàng thái nhất hù sợ thiên mệnh đại đế cũng khó giữ bình tĩnh muôn vàng lôi điện chấp lóe quanh người đông hoàng thái nhất thái dương chân hỏa lượn lờ, vạt áo vàng bay phần phật tựa như cửu thiên thần minh dáng thế, rung động tinh thần vô số sinh linh. Hạ oán giả cắn răng, đó là U Vương, kiếm chủ, hoa nhất kiếm không chú ý hạ oán giả khác lạ, vì hai người cũng bị rung động. Hạ oán giả hiện giờ đã không nằm trong phạm trù con người, cơ thể gã ẩn dấu oán thần. Lai lịch của oán thần rất xa xưa, từng thấy phong thái của U Vương, trường xâm thương. Mặc dù lúc này U Vương chỉ là hồn thể, nhưng gã mang theo thiên huy vậy mà còn bị đông hoàng thái nhất đạp nát, hoàn toàn đảo điên nhận biết của oán thần. Yêu hoàng này mạnh đến mức nào? Lâu nam lẩm bẩm khuôn mặt già nua mờ mịt, ta đang mơ, lâu nam chấp trưởng thiên tuyển phủ mấy vạn năm, trong thiên địa khi nào ra tồn tại như vậy? Lâu nam cảm giác mình bị qua mặt, hiểu biết của lão về thiên địa này có sai lầm. Kiếm chủ nhìn thân hình uy vũ như thần của đông hoàng thái nhất, thì thào. Quá mạnh, bảy thanh kiếm rung rung sau lưng kiếm chủ nhưng không dám ra khỏi vỏ. Đông hoàng thái nhất hào hùng khiến quần hùng thiên hạ lặng im, không ai dám tranh phong. Thiên mệnh đại đế chậm rãi đứng dậy hình như định ra tay. Đế nữ nhỏ giọng kêu lên, "Đại đế, thấy biểu hiện của Đông hoàng thái nhất làm đế nữ luôn tin tưởng thiên mệnh đại đế cũng thấy lo cho gã." Tần Quân nhìn Đông hoàng thái nhất, trầm giọng nói, "Đừng nương tay, không cho phép ngươi chết." Hình thiên tuân mệnh, hình thiên bùng nổ hơi thở khủng bố, rút lời gã vọt lên, tay cầm càn thích bay hướng Đông hoàng thái nhất. Đám hùng chủ rung động, hình thiên chiến với yêu hoàng. Trước khi hội trăm hùng bắt đầu hai người này suýt đánh nhau, khiến vô số sinh linh mong đợi. Nhưng khi hai người thật sự đánh thì các sinh linh rất hồi hộp. Giọng cơ vĩnh sinh vang trong đầu tần quân, đông hoàng thái nhất chắc đã đột phá nhập thánh cảnh. Tần quân không giật mình, trong ý thức của hắn thì đông hoàng thái nhất vô địch dưới thánh nhân, như khổng tuyên. Nhưng khổng tuyên còn sống, đông hoàng thái nhất thì chết sớm. Bồ đề tổ sư chậm rãi bay lên, tay cầm phất trần đạp hư không. Bệ hạ, ta cũng ra tay. Tần quân nhìn bóng dáng hai người, thầm đổ mồ hôi. Các sinh linh quanh đài cửu đế ngước nhìn đại chiến khoáng thế. Sức chiến đấu của Đông Hoàng Thái nhất vượt sức tưởng tượng, dù bọn họ chạy tứ tán vẫn bị văng miệng, đám sinh linh không bị hất bay đành núp quanh đài hy vọng được các hùng chủ che chở. Hắc điệp tiên tử bay nhanh đến trước mặt tần quân, trầm giọng nói. Chúng ta hãy rời đi trước, yêu này có sức chiến đấu ngập trời, có lẽ thiên mệnh đại đế cũng không đánh lại hắc điệp tiên tử có tìm hiểu tần quân và đông hoàng thái nhất đã ma sát lúc vào tuyệt thiên thành tần quân từng tuyên chiến với đông hoàng thái nhất gió lạnh thổi lạnh thấu xương tần quân mỉm cười nói đừng lo chấm chắn chắn sẽ trở thành đệ nhất đế hắc điệp tiên tử tức muốn khóc đã là lúc nào còn nhớ danh lợi cùng lúc đó tốc độ bay của hình thiên càng lúc càng mau hùng hổ sông hướng đông hoàng thái nhất biển mây cuồn cuộn đông hoàng thái nhất nhìn xuống hình thiên lạnh lùng cười hình thiên bản hoàng chờ ngươi lâu rồi, còn tưởng ngươi sợ. Giọng đông hoàng thái nhất như sấm nổ vang trong thiên địa. Hình thiên nghe vậy mắt đỏ ngầu giống to, thù máu kiếp thứ nhất, tối nay nên tính toán cho xong. Đông hoàng thái nhất, ngươi phải chết, hình thiên vung càn thích chém tới, thoáng chốc phủ khí rộng ngàn trượng xé rách gió to bay hướng đông hoàng thái nhất. Hình thiên chém tới, đông hoàng thái nhất nhếch mép. Thái dương chân hỏa tràn ra ngoài người ngưng tụ thành tam túc kim ô to lớn sau lưng gã, tiếng quả hót vang vọng dưới trời đêm. Đông Hoàng Thái nhất đè tay phải xuống, không quan tâm người nói nhảm cái gì, người muốn giết bản hoàng không ai còn sống. Tam thúc kim ô to lớn dương cánh rộng ba ngàn trượng lao xuống. Cuồng phong chút xuống, nguyên đài cửu đế bị trùng kích lung lay. Tần quân ngước lên nhìn, cảm giác đáng sợ mặt trời đang rơi. Quỷ cốc tử sắc mặt khó xem nói, Thái dương chân hỏa, tam túc kim ô, quỷ cốc tử muốn suy tính đông hoàng thái nhất nhưng không làm được trong thế giới thần thoại nào đều có truyền thuyết về tam túc kim ô đó là thần điểu đứng trên đỉnh thần thoại về thiên phú chỉ có phượng hoàng côn bằng là sánh bằng bàn về thực lực dưới thánh nhân thì tam túc kim ô khó gặp địch thủ tần quân siết chặt hai nắm tay cầu nguyện hình thiên đừng bị diệt gọn bùm vang tiếng nổ điếc tai phủ khí va chạm với tam túc kim ô ánh sáng chói lòa khiến thiên địa như trong ban ngày sóng lớn cuồng bạo thổi quét tám hướng đài cửu đế bị đè sụp xuống các sinh linh xung quanh như hạt bụi trong bão biển bị cuốn trôi. Hình thiên giống to, a a a a a, giáp sắt trên hai tay hình thiên vỡ nát, cơ bắp phồng lên cực kỳ khoa trương, mắt đỏ máu. Hình thiên giờ càn thích sông lên trên, tần quân ôm hắc điệp tiên tử, cắt bụi che mất tầm nhìn, hắn thầm thấp thỏm hy vọng hình thiên đừng làm hắn thất vọng. Tôn ngộ không, dương tiến, thạch cảm đương, kim quang thánh mẫu, bằng ma vương, quỷ cốc tử hồi hộp xem cuộc chiến hình thiên hay đông hoàng thái nhất đều là đẳng cấp truyền thuyết với họ. Hai cường giả thần thoại va chạm thì ai sẽ thắng? Bồ đề tổ sư theo sát sau đó sẽ có biểu hiện thế nào? Và, chương 1088, đại đế chiến với đông hoàng. Mấy dòng khí vòng quanh hình thiên tựa như giao long, gã hưng lấy sóng khí đại la kim tiên khó thể ngăn cản sông vào thái dương chân hỏa hừng hực. Đông hoàng thái nhất ở trên cao nhe răng cười, thứ không biết tự lượng sức mình, bằng vào ngươi cũng muốn đấu với bản hoàng. Không hiểu sao Đông Hoàng Thái Nhất ghét hơi thở của hình thiên, cái ghét này đến từ sâu trong ký ức. Đông Hoàng Thái Nhất chợt kho người lao xuống, chui vào biển lửa. Khoảng trách hai người rút ngăn lại, ánh mắt giao nhau thấy sát ý trong mắt đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn gấp trăm lần nhưng hình thiên không sợ, gã chỉ muốn xé nát Đông Hoàng Thái Nhất ra. Bùm, Đông Hoàng Thái Nhất hô trưởng phải đập chúng càn thuẫn, khí huyết của hình thiên cuộn trào, máu chảy ngược lên cổ họng, nhiều khúc xương gãy, người rớt xuống thoát khỏi biển lửa rơi nhanh đập xuống đất trong tầm nhìn của hình thiên mơ hồ thấy bóng dáng đông hoàng thái nhất hình thiên không cam lòng gã muốn cưỡng ép ổn định thân hình nhưng không thể chết tiệt bỗng có một bàn tay ấn lưng hình thiên như có lực lượng vô tận ngừng thế rơi cho gã hình thiên quay đầu nhìn là bồ đề tổ sư mặt bồ đề tổ sư lạnh băng khác hẳn thường ngày nhẹ giọng nói tiếp theo hãy giao cho ta bồ đề tổ sư rót pháp lực vào người hình thiên cầm máu chữa thương cho gã mắt lão nhìn đông hoàng thái nhất sừng sững trong biển lửa. Mắt hình thiên tràn đầy không cam lòng nhìn thân hình đông hoàng thái nhất, gã không ngờ mình chẳng có chút sức chống cự trước đông hoàng thái nhất. Vèo, một bóng áo đỏ trượt bay ra khỏi cát bụi, là thiên mệnh đại đế. Dù thấy biểu hiện khủng bố của đông hoàng thái nhất nhưng thiên mệnh đại đế không sợ hãi, ngược lại chiến ý cao vút. Thiên mệnh đại đế mắt lóe tia sáng, khóe môi nhếch cao, áo đỏ bay phần phật. Ta chống mắt xem ngươi mạnh cỡ nào, trong cát bụi đài cửu đế ngừng rơi. Tần quân trầm giọng nói với hắc điệp tiên tử, nàng hãy ở chỗ này. Tần quân nhảy vọt lên trên, tôn ngộ không, dương tiến, thạch cảm đương, kim quang thánh mẫu, bằng ma vương, quỷ cốc tử vội theo sau. Bằng ma vương sốt ruột khuyên, bệ hạ, không thể đến gần. Tần quân kiên quyết nói, chấm phải lên, hình thiên chiến đấu đẫm máu vì hắn, sao hắn có thể núp ở phía dưới. Dù hắn đi lên không giúp được gì nhưng phải bày ra thái độ. Tôn ngộ không lấy kim cô bổng ra, nhe răng cười nói ta sẽ bảo vệ bệ hạ thật tốt. Tôn ngộ không đã cảm giác máu của mình sôi trào. Đông Hoàng Thái nhất biểu hiện ra thực lực vượt xa hiểu biết của y, khiến tôn ngộ không chiến đấu cả đời vô cùng hưng phấn. Đám người dương tiến không nói nhưng theo sát bên tần quân. Hắc điệp tiên tử nhìn bóng dáng đám người tần quân, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng và sốt ruột, nhưng nàng hiểu mình không thể thay đổi quyết định của hắn. Kiếm chủ nhìn trời đêm, cửu đế thiên hạ, bảy thanh kiếm sau lưng kiếm chủ cùng ra khỏi vỏ, gã đạp không tiến lên. Viêm Hoàng, cửu u âm đế cùng sông lên, dù họ sợ thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiên đang mang theo sở câu hoài, hạn bạt dẫn từ trọng sinh lao ra cắt bụi, đinh võ tướng cắn răng nhảy lên theo, cửu đế tụ tập trên hư không, Đông Hoàng Thái Nhất đứng ngạo nghễ trên biển lửa nhìn xuống đám người tần quân, cuồng cười. Cửu đế thiên hạ, bản hoàng muốn làm đệ nhất, ai dám không tôn. Lời Đông Hoàng Thái Nhất nói rõ ràng truyền vào tai tất cả sinh linh dám sinh linh giải rác các góc thiên địa nhìn lên thần hình thần uy như vầng mặt trời. Hắn thật sự là yêu hoàng, không ngờ người mạnh nhất đương thời là hắn, thiên mệnh đại đế cũng bị lu mờ nổi bật, chúng ta nên trốn hay tiếp tục xem cuộc chiến, trốn cái con mắt, đây là trận chiến tranh vị trí cửu đế thiên hạ, tất cả sinh linh rất căng thẳng, không có hùng chủ nào áp chế đông hoàng thái nhất được sao. Thiên mệnh đại đế bay đằng trước nhất, cười quát, yêu hoàng, đệ nhất đương thời không phải là ngươi đông hoàng thái nhất nghe vậy nhìn thiên mệnh đại đế chằm chằm nhếch mép cười khinh miệt hai vị hùng chủ tự nhận mình vô địch thiên hạ rốt cuộc sắp quyết chiến tần quân bay nhanh đến trước mặt hình thiên lấy một viên đại la phục nguyên đan ra đút vào miệng gã tần quân nhẹ giọng nói ngươi hãy dưỡng thương trước tần quân thầm thở dài tuy hình thiên rất mạnh nhưng vẫn thua xa đông hoàng thái nhất may mắn gã không bị gì hình thiên nghiến giang nói ta còn có thể chiến bệ hạ hình thiên đã có thể một mình lơ lửng trên trời Tần Quân phất tay nói: "Chấm hiểu tâm ý của ngươi, chờ chút đi, thù sâu biển máu giữa hai tộc Vu yêu là thứ luân hồi không thể xóa nhòa, nhưng Tần Quân không thể để Hình Thiên đi chịu chết nữa." Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất, không đánh ngay vì Thiên Mệnh Đại Đế bay trước mặt lão. Hai cường giả tuyệt thế cách nhau càng lúc càng gần, Tam Túc Kim Ô lại hiện ra sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên Mệnh Đại Đế dâng lên pháp lực như vòi rồng màu trắng vòng quanh người, gã lật tay lấy ra một cây đàn cầm cổ bề mặt như máu, dài nửa trước. Sát ý kinh khủng phát ra từ huyết cầm, Đông Hoàng Thái Nhất cười cợt, a, à, thì ra ngươi có điều dựa vào. Dây sau ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất trở nên sắc bén, tay phải ấn xuống dưới. Tam Túc Kim Ô hót vang lao xuống thiên mệnh đại đế. Tam Túc Kim Ô nhanh chóng biến lớn, dương cánh năm ngàn trượng che lấp trời đêm, tựa như mặt trời rơi. Thiên mệnh đại đế mặt không đổi sắc, hai tay lướt nhanh trên dây đàn. Vô số huyết nhẫn bắn ra, mỗi huyết nhẫn dài mấy chục trượng liên tục đánh vào người tam túc kim ô như những ngôi sao nổ, cực kỳ đồ sộ. Thiên địa lại biến thành ban ngày, cuồng phong gào thét mấy trăm dặm thổi tan cát bụi, các sinh linh sợ hãi. Tam túc kim ô siêu khủng bố nhưng bị thiên mệnh đại đế chặn lại. Tuyệt thiên nguyên rung lắc dữ dội, sinh linh mấy chục vực xung quanh cảm nhận uy áp khiến linh hồn run rẩy. Các vực thảo luận, trời, tuyệt thiên nguyên đã xảy ra chuyện gì? Uy áp khủng bố như vậy, là ai đang chiến đấu? không lẽ là thiên mệnh đại đế hội trăm hùng đã phát triển đến trình độ nào thật muốn đi xem chiến đấu nhưng sợ chết quá vực của chúng ta có bị lan đến không đây các sinh linh ngẩng đầu là có thể thấy biển mây cuồn cuộn trong trời đêm dường như bầu trời tùy thời sụp xuống bất an và khủng hoảng tràn ngập thiên mệnh đại đế cười nói mấy vạn năm dài ta rốt cuộc gặp đối thủ đáng để dốc hết sức chiến một trận mắt thiên mệnh đại đế lạnh băng áo đỏ và huyết cầm như hòa làm một khí thế của gã như kiếm bén đâm trời khiến người không cách nào bỏ qua. chương 1089, Thái Dương Thần Lâm Tần quân nhíu chặt mày kiếm, không ngờ thiên mệnh đại đế mạnh vậy. Quỷ cốc tử trầm giọng nói, mắt đầy kiêng rè, cây cầm đó không đơn giản, kiếm chủ, cửu u âm đế, viêm hoàng, nhiên đăng, hạn bạt, đinh võ tướng toát mồ hôi lạnh nhìn. Thiên mệnh đại đế hay đông hoàng thái nhất đều có thực lực khiến bọn họ ngước nhìn. Cửu đế thiên hạ, đối với họ thì như trò cười, cả đám cộng lại không thể đánh thắng Thiên Mệnh Đại Đế hoặc Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất hào hứng hỏi, "A, à, xem ra bản hoàng đã khinh thường ngươi." Thái Dương Chân Hỏa bỗng bám vào áo vàng, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nâng lên tay phải. Thái Dương Chân Hỏa xung quanh nhanh chóng tụ lại thành quả cầu lửa, càng lúc càng lớn như mặt trời sắp sinh ra. Thiên Mệnh Đại Đế một tay nâng huyết cầm bay cao ngang bằng Đông Hoàng Thái Nhất, bốn mắt nhìn nhau, không khí đông lại. Biển mây giữa hai người ngừng cuồn cuộn, Tần Quân nhìn hai người giằng co thầm ra lệnh hệ thống bắt đầu triệu hoán mục tiêu của tần quân là đệ nhất đế không thể để thiên mệnh đại đế đông hoàng thái nhất chiếm hết nổi bật tiếng hệ thống vang lên trong đầu tần quân đinh bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma tần quân cầu nguyện tốt nhất là sẽ triệu hoán ra một vị tồn tại siêu mạnh nhưng trong thần thoại hiếm có tồn tại nào đối kháng lại đông hoàng thái nhất được tần quân bỗng thấy hạ hoán giả dạ theo sau lưng kiếm chủ hắn đảo tròng mắt lộ nụ cười gian ác âm 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 Thái Dương chân hỏa nhanh chóng rót vào quả cầu lửa trong tay Đông Hoàng Thái Nhất, tiếng nổ không ngừng phát ra như có bão tố trên hành tinh Thái Dương. Gần 3 giây sau đường kính quả cầu lửa to ngàn trượng, Đông Hoàng Thái Nhất giơ cao qua đầu, trông gã thật nhỏ bé. Đây là một trong các thần thông của Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Thần Lâm, tương đương với tạo ra Thái Dương nhỏ trong hư vô. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, "Đại đế, chết dưới chiêu này của bản hoàng thì ngươi không còn gì phải tiếc nuối." Từ khi giáng lâm phương thế giới này Đông Hoàng Thái nhất chưa từng thi triển thần thông Thái Dương thần lâm, vì không có đối thủ đáng để gã sử dụng nó. Biểu tình thiên mệnh đại đế trầm trọng, gã cảm giác mặt trời trên đỉnh đầu Đông Hoàng Thái nhất ẩn chứa lực lượng vô cùng, nếu giáng xuống đừng nói tuyệt thiên nguyên, các vực xung quanh sẽ bị phá hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí lan đến mấy chục vực, sinh linh đổ thán. Bồ đề tổ sư ở phía xa nhíu mày nói, cái tên này thật là không kiêng nể gì, cảnh giới càng cao khi chiến đấu lực lượng càng tập trung, không chỉ có hiệu suất cao đánh chết kẻ địch cũng vì không phá hủy thiên địa, không thì một đại la kim tiên đủ hủy diệt một vực. đông hoàng thái nhất làm như vậy rõ ràng không quan tâm huyền đương đại thế giới. nếu thái dương thần lâm giáng xuống ước vạn sinh linh khó tránh tử kiếp. đám người kiếm chủ viêm hoàng hết hồn nhìn vã mồ hôi như tắm. sinh linh các góc tuyệt thiên nguyên hãi hùng ngước nhìn trời đêm. trời ạ, à, đó là cái gì? nếu nó đập xuống thì chúng ta chết chắc. yêu hoàng bị điên sao? cái này mà tranh cướp đế vị gì rõ ràng là hủy thiên diệt địa các hùng chủ đánh nóng máu rồi thái dương thần lâm trên đầu đông hoàng thái nhất đã đến năm ngàn trượng chiếu sáng nguyên tuyệt thiên nguyên nhiệt độ cao khủng bố làm sinh linh trong trăm dặm hít thở dồn dập tần quân tái mặt mắng thầm đông hoàng thái nhất cái đổ điên đám thần ma biểu tình khó tin nhìn đông hoàng thái nhất thái dương thần lâm tạo áp lực quá mạnh khiến người sinh ra cảm giác bất lực trước thần thông này chỉ có thể run rẩy và tuyệt vọng hệ thống bỗng vang lên gợi ý. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán được viên thiên quân, đến từ phong thần diễn nghĩa, có triệu hoán lại không? Tần quân nheo mắt, viên thiên quân giống như kim quang thánh mẫu, là một trong thập nhật quân, tối đa chỉ là đại la trí tiên. Cho viên thiên quân đến đây không gây ra sóng gió gì lớn. Tần quân chỉ do dự một chút liền quyết định, triệu hoán lại, ít ra phải triệu hoán được một đại la thủy tiên. Đổi lại ngày thường triệu hoán đến đại la thủy tiên có lẽ tần quân không chấn được, nhưng giờ hắn có vài thuộc hạ đại la thủy tiên, không sợ gì. Đinh bắt đầu tùy cơ triệu hoán lại thần ma. Thiên Mệnh Đại Đế ở bên trên hành động, một tay nâng huyết cầm, gã bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất, không chút e ngại Thái Dương Thần Lâm. Đông Hoàng Thái Nhất tò mò hỏi: "Ngươi thật sự không sợ chết? Thiên Mệnh Đại Đế chỉ là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, còn chưa bước vào nhập thánh cảnh mà sao dám cả gan làm loạn?" Thiên Mệnh Đại Đế lạnh lùng cười: "Sợ chết? Ta là thiên mệnh." Tay trái Thiên Mệnh Đại Đế nâng cầm tay phải nhanh chóng gảy dây đàn, pháp lực màu đỏ như vòi rồng quay quanh người Thiên Mệnh Đại Đế càng lúc càng cao, giấy lên gió to đối kháng với Thái Dương Thần Lâm. Không khí bị xé rách, biển mây bị xua tan, cát bụi bên dưới cũng bị đánh tan. Tuyệt Thiên Nguyên vốn đẹp như tranh đã biến thành hoang nguyên, vô số hiệp cốc khe nứt như vực sâu, kinh dị âm trầm. Đất rung bần bật, các vực xung quanh rung rinh vì uy áp của Thiên Mệnh Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như tận thế đến theo như tần quân đánh giá trái đất trải ra không lớn bằng một vực đông hoàng thái nhất cười khinh miệt thiên mệnh bản hoàng không tin số mệnh đông hoàng thái nhất vung tay phải thái dương thần lâm to vạn trượng đụng vào thiên mệnh đại đế tựa như mặt trời từ trên cao vụt qua bất cứ sinh linh trông thấy sẽ cảm giác mình nhỏ bé sóng nhiệt cuốn bốn phương tám hướng đám người tần quân buộc lòng thụt lùi bằng ma vương giật mình kêu lên chúng ta mau rút lui nếu thái dương thần lâm nổ chắc chắn bọn họ sẽ tan xương nát thịt Tần quân lờ đi, mắt nhìn chằm chằm trên cao, bồ đề tổ sư còn chưa ra tay, con người thiên mệnh đại đế co rút, tay phải túm tất cả dây đàn búng ta, thoáng chốc pháp lực màu đỏ quanh người gã như sóng lớn vỗ vào thái dương thần lâm, uy thế không kém hơn chút nào. Từ bên dưới ngước lên nhìn trời đêm như bị tách ra, mặt bên là sóng đỏ vô cùng vô tận, một bên là mặt trời khủng bố vạn trường. Trong thiên địa yên tĩnh, tất cả sinh linh tuyệt vọng nhìn sóng đỏ va chạm với thái dương thần lâm. Bùm, xung lực khủng bố lan tràn các hướng, tất cả sinh linh trong tuyệt thiên nguyên tạm điếc, sau đó là hủy thiên diệt địa. Tôn ngộ không, thạch cảm đương, dương tiến che trước mặt tần quân cản lại xung lực cuồng bạo. Tần quân bị ánh sáng chói lòa buộc phải nhắm mắt lại, cảm quan hầu như đánh mất, không nghe thấy tiếng động. chương 1090, Thái Ất chân Nhân Mặt đất sách toạc như tờ giấy, lan nhanh đi các hướng, tuyệt thiên thành cứng rắn chớp mắt sụp đổ. Lực phá hoại nhanh chóng lan tràn đến các vực xung quanh, vô tận chi hải nổi sóng cao mấy ngàn thước sấm chấp đi đùng, thiên địa sắp tan vỡ. Viêm hoàng chửi um sùm, bị điên à, viêm hoàng bốc cháy lửa miến cưỡng không bị gió cuốn đi. Đám người tôn ngộ không chống chọi một lúc rồi bị thổi bay, bao gồm tần quân. Trời đêm bị ánh sáng chói lòa che lấp, không thấy bóng dáng đông hoàng thái nhất và thiên mệnh đại đế. Vô số thái dương chân hỏa tung tóe trong khung trời vạn dặm, còn kèm theo huyết nhẫn. Biển mây cuồn cuộn, gió to nóng rực thổi qua các vực các thành. Thành trì gần tuyệt thiên nguyên sụp đổ, tuyệt vọng sôi trào, khủng hoảng lan tràn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cứu mạng, chân của ta, ai cứu ta với? Chạy nhanh lên, tàn đời, tàn rồi, mỗi thành trì gần tuyệt thiên nguyên đều thành địa ngục trần gian. Biển mây trên đều điên cuồng cuộn trào, dường như bầu trời đang trôi nhanh, đất rung lắc dữ dội, từng ngọn núi nứt ra, cát bụi mù mịt. Thần thông của Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế va chạm hủy bao nhiêu tỏa thành, hại biết bao sinh linh. Tần quân bay xa mấy chục vạn thước mới được hình thiên túm về. Đám người tôn ngộ không không chịu nổi cũng bay đi mấy chục vạn thước, có kinh khủng nhìn biển lửa ánh sáng chói lòa trên trời cao. Dương tiến sắc mặt khó xem nói, tuyệt thiên nguyên đã hủy, đông hoàng thái nhất, thiên mệnh đại đế quá mạnh, không chỉ có bọn họ kinh khủng, đám hùng chủ giải rác các hướng biểu tình ngơ ngẩn. Đa số hùng chủ bị thương, phụ nổ vừa rồi xen lẫn thái dương chân hỏa, sinh linh dưới đại la cảnh phần lớn hóa thành cho bụi tần quân dụi mắt một lúc lâu sau mới phục hồi thị giác hắn mở to mắt nhìn qua đập vào mắt toàn là bụi bặm dưới bóng đêm tựa như hỗn độn mới hiện cúi đầu nhìn thảo nguyên không thấy cuối chỉ có bóng đêm không biết tuyệt thiên nguyên lún xuống bao nhiêu trượng hư không bị cắt bụi và khói khét tràn ngập khiến người cảm giác như ở trong vực sâu vô tận trong không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc và mùi khét không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm trong hạo kiếp này tần quân chợt nghĩ đến cái gì vội liếc mắt bốn phía biểu tình hoảng loạn giọng hắc điệp tiên tử vang bên tai tần quân ta ở đây tần quân nhìn sang một lỗ đen xuất hiện trước mặt hắc điệp tiên tử bước ra đám thần ma tôn ngộ không hình thiên cao mày đây là thần thông gì tần quân thở phào thúc giục nàng mau đi đi đừng ở lại đây ác chiến thật sự chỉ mới vừa bắt đầu tần quân là tần thánh đế cần tranh giành đệ nhất đế trong cửu đế thiên hạ không thể đi ngay lúc này hắc điệp tiên tử lắc đầu cười nói ngươi không cần lo cho ta nếu ta muốn đi thì trước mắt vạn giảm Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất tò mò thần thông không gian của Hắc Điệp Tiên Tử. Bùm, bên trên truyền đến tiếng nổ, mọi người giật mình ngước lên nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế đánh tụi bụi trên cao mấy vạn thước, tựa như mặt trời nhỏ bay tới bay lui. Nhìn với khoảng cách gần thì Thiên Mệnh Đại Đế bị Đông Hoàng Thái Nhất đè đầu đánh, chỉ có thể phòng ngự không đánh trả được. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng cười hỏi, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, ngôn ngữ tràn ngập miệt thị, Đông Hoàng Thái Nhất không sử dụng phép thuật thần thông, toàn bằng vào quyền cước đánh thiên mệnh đại đế đẫm máu thê thảm tuy bị yếu thế nhưng ánh mắt của thiên mệnh đại đế vẫn sắc bén không chút sợ hãi thiên mệnh đại đế cắn răng thầm nghĩ cảnh giới của yêu này cao hơn ta nhiều đấu ngay mặt thì không đánh lại hắn giây sau thiên mệnh đại đế bị đông hoàng thái nhất đá trúng ngực thân thể như mũi tên nhọn xuyên quá tầng lớp biển mây bay xa mấy chục dặm đông hoàng thái nhất theo sau lại đấm vào thiên mệnh đại đế làm gã hộc máu thiên mệnh đại đế biết đông hoàng thái nhất đang đùa mình không thì thực lực đông hoàng thái nhất đã biểu hiện ra ngoài dư sức diệt gọn gã tuy tức giận nhưng thiên mệnh đại đế không mất lý trí gã bình tĩnh tìm kiếm cơ hội phía xa kiếm chủ cửu u âm đế viêm hoàng hạ oán giả tụ tập lại chố mắt líu lưỡi nhìn thiên mệnh đại đế bị đánh tơi bời trên trời bọn họ cùng thời đại với thiên mệnh đại đế ở trong lòng họ thì gã là vô địch không ngờ đông hoàng thái nhất hoàn toàn nghiền áp thiên mệnh đại đế hỏi sao bọn họ không giật mình cửu u âm đế sắc mặt khó xem nói cứ theo đà này đại đế sẽ chết. Một đường đi đến độ cao này thiên mệnh đại đế giúp đỡ gã rất nhiều, cửu u âm đế không muốn thấy thiên mệnh đại đế chết. Bọn họ mong chờ thiên mệnh đại đế dẫn dắt cả đám giết ra thiên ngoại, tiếp tục huy hoàng. Đông hoàng thái nhất cực kỳ ngông cuồng, trong mắt không người, nếu để gã thành đệ nhất đế thì đám hùng chủ sau này khó sống, hay thậm chí không có ngày sau. Ông 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 ông, bảy thanh kiếm sau lưng kiếm chủ bỗng ra khỏi vỏ, định ra tay. Hạ oán giả dạ vội ngăn lại, đừng làm bậy đại đế còn không làm được người mà xông tới khác gì tự sát đổi lại ngày thường hạ hoán giả dạ ước gì cả đám chết hết nhưng lúc này xuất hiện kẻ địch càng mạnh gã buộc lòng phải ngăn cản kiếm chủ kiếm chủ nghe vậy hít một hơi thật sâu người cử u âm đế run rẩy dù cách mấy chục dặm khi thần thức quét hướng đông hoàng thái nhất vẫn khiến gã cảm giác đau đớn hơi thở của đông hoàng thái nhất quá khủng bố bên kia bồ đề tổ sư luôn quan sát đông hoàng thái nhất và thiên mệnh đại đế chiến đấu chân mày nhíu chặt mắt tràn đầy kiêng rè Bồ Đề Tổ Sư cảm thán rằng, không uổng là tam túc kim ô, Bồ Đề Tổ Sư bay hướng Đông Hoàng Thái Nhất, lắc người vượt qua vạn thước, bộ pháp tinh diệu. Thiên mệnh đại đế cản được Thái Dương Thần Lâm là rất giỏi rồi, cường giả đại la thủy tiên cảnh viên mãn bình thường không thể làm được điều đó. Nếu Bồ Đề Tổ Sư tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thì thiên mệnh đại đế chết chắc. Bồ Đề Tổ Sư không chắc trăm phần trăm đối phó Đông Hoàng Thái Nhất được, nên phải kéo theo thiên mệnh đại đế cùng nhau đánh. Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh thiên mệnh đại đế bầm đầu bỗng cảm giác có hơi thở mạnh mẽ ập đến từ sau lưng. Đông Hoàng Thái Nhất bản năng ngoái đầu lại, bồ đề tổ sư cách gã gần ngàn thước. Ngàn thước đối với cường giả đẳng cấp cỡ bọn họ giống như một thước. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày vỗ trường, hương, bùm, hai trường va chạm, bồ đề tổ sư và Đông Hoàng Thái Nhất cùng phát ra khí thế khủng bố tuyệt luân hất bay thiên mệnh đại đế. Trường 1091, uy của hỗn độn chung. Biển lửa, gió lớn xung quanh bị đánh tan ánh mắt giao nhau hai người thấy sát ý trong mắt đối phương hai vị cường giả tuyệt thế rốt cuộc đánh nhau không gian xung quanh vỡ vụn như pha lê hết thảy đều hóa thành hư vô cách mấy chục dặm đám người tần quân căng thẳng nhìn đông hoàng thái nhất và bồ đề tổ sư giấy lên bão tố bồ đề tổ sư mạnh nhất trong nhóm nếu lão không đánh thắng được đông hoàng thái nhất thì còn chơi cái gì tôn ngộ không siết chặt hai nắm đấm sư phụ nhất định phải thắng Tôn ngộ không chưa từng thấy bồ đề tổ sư đánh hết sức, nên trong lòng ôm hy vọng rất lớn. Tần quân nghĩ đến điều gì, hỏi thầm, hệ thống, triệu hoán ra thần ma gì rồi. Vừa rồi cảm quan mất đi chi giác nên tần quân không nghe tiếng hệ thống gợi ý, còn tưởng nó đã quên. Hệ thống trả lời ngay, vì túc chủ thời gian dài không đáp lại nên hệ thống mặc nhận là đồng ý, đã phục hồi ký ức kiếp trước, thần ma xuất hiện rồi. Tần quân xoe tròn mắt, đệt, còn kiểu chơi này. Tần quân dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của thần ma đó. Thái ất chân nhân, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận một trong 12 tiên côn lôn, tu vi, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp, càn nguyên công, thần thông, di sơn đảo hải, vạn pháp quy nhất, tam đầu bát tí, khởi tử hồi sinh, thanh liên phân thân, thôi diễn xưa nay, côn luân tiên pháp, pháp bảo, cửu long thần hỏa cháo, phất trần thái ất, gạch vàng, âm dương kiếm, mức độ trung thành, 50, mắc 100, Thái ất chân nhân, Tần quân xoay tròn mắt, người này ghê gớm lắm. Tại sao Na Tra nghịch thiên như vậy? Là vì Thái ất chân nhân dạy tốt. Trong phong thần diễn nghĩa Thái ất chân nhân nổi tiếng bao che khuyết điểm, đánh giết thạch y, phá thập tuyệt trận, siêu mạnh. Quan trọng nhất Thái ất chân nhân là đồ đệ của Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, có tầm quan hệ này có lẽ ngày sau sẽ lôi kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn được. Tần quân kích động, tuy Thái ất chân nhân không đánh lại Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cùng Hình Thiên chiến đấu có lẽ gây nhiều rắc rối cho gã. 12 tiên côn luân rốt cuộc triệu hoán được một vị rồi. Tần quân tò mò hỏi, Thái ất chân nhân đã đến đỉnh cao chưa? Hết cách, Thái ất chân nhân ít khi ra tay chiến đấu, tần quân đâm ra nghi ngờ khi thấy gã đứng ở độ cao ngang bằng hình thiên. Trong 12 tiên côn luân thực lực không đồng đều, có người mạnh vượt sức tưởng tượng như Thái ất chân nhân, Ngọc Đình chân nhân, Quảng Thành Tử. Có yếu xỉu như Hoàng Long chân nhân, nhưng vì hình thiên quá nổi tiếng nên tần quân sinh ra thắc mắc. Hệ thống trả lời, đúng vậy, thái ất chân nhân đã là trạng thái cao nhất. Hệ thống tạm dừng rồi tiếp tục bảo, thái ất chân nhân cách đột phá nhập thánh cảnh chỉ có một bước, đạo thống của thánh nhân dù sao mạnh hơn vu tộc. Tần quân đã hiểu, trước kia hắn từng nghe một câu nói 12 tổ vu là tinh huyết của bàn cổ biến ra. Lão tử, nguyên thủy thiên tôn cùng với thông thiên giáo chủ là nguyên thần của bàn cổ biến thành, gọi chung tam thanh. Tam thanh bái đạo tổ hồng quân làm sư, hồng quân là đại biểu của thiên đạo, so sánh từ mặt nào thì tổ vu thua xa tam thanh. Hình thiên là đại vu tương đương với con cháu của tổ vu, so với đồ đệ của Tam Thanh thì nội tình sẽ yếu chút. Tần quân đại khái hiểu hình thiên nổi tiếng nhưng chưa đánh nhau với 12 tiên côn luân, huống chi thái ất chân nhân là nhân vật lợi hại trong 12 tiên côn luân. Tần quân sờ cầm trầm ngâm nói, vậy xem ra đánh bại tam tiêu nương nương, triệu công minh trong 12 tiên côn luân ít nhất đều là nhập thánh cảnh. Bồ đề tổ sư, đông hoàng thái nhất đã đánh túi bụi trên trời, thân hình giao thác, di chuyển trong vạn dặm không sinh linh nào bắt kịp tốc độ của hai người. Vèo, bồ đề tổ sư vung ngược tay phải, phất trần rút đi xé rách không khí, lông trắng kéo dài ngàn thước tính quất vào mặt đông hoàng thái nhất. Con người đông hoàng thái nhất có rút giơ hai tay lên, thái dương chân hỏa bay ra bao trùm lông trắng. Phất trần có phẩm chất không tầm thường, không bị thái dương chân hỏa đốt thành cho. Đông hoàng thái nhất nhảy tới trước, vòng qua lông trắng ngàn thước nhanh chóng áp sát bồ đề tổ sư, chưa đến nửa giây gã đã bay tới trước mặt lão một đấm xé gió đánh trúng ngực bồ đề tổ sư, lực lượng khủng bố khó thể tưởng tượng làm con người bồ đề tổ sư co rút, thân thể đụng nát không gian biến mất trong hư vô. Chớp mắt bồ đề tổ sư đã ở ngoài vạn dặm, mặt hơi đỏ, cú đấm này làm lão hơi khó chịu. Đông Hoàng Thái nhất phung tay cười nói, không ngờ đương thời có cường giả nhập thánh cảnh thứ hai. Mặt Đông Hoàng Thái nhất hớn hở, gặp đối thủ khiến gã đánh thật sự là chuyện đáng mừng. Bồ đề tổ sư xoa ngực, hư lạnh lại xông hướng Đông Hoàng Thái nhất từng đóa sen vàng hiện ra dưới lòng bàn chân xoay quanh người bồ đề tổ sư, rực rỡ xinh đẹp. Đông Hoàng Thái nhất nhướng mày thầm nghĩ, đây là phép thuật gì? Đánh nhau với bồ đề tổ sư có đủ loại phép thuật khác nhau khiến Đông Hoàng Thái nhất thấy mới mẻ, cũng hơi bực bội, gã thích kiểu rốc hết sức đánh một phát hơn. Trong khoảnh khắc ngàn vạn đóa sen vàng xoay quanh bồ đề tổ sư như vòi rồng, bồ đề tổ sư thì thầm một câu, ngón trỏ tay phải điểm phía trước. Các sen vàng nháy mắt hóa thành gió bão cuốn sạch, tốc độ siêu mau, chiếu sáng thiên địa tối tăm. Bùm, đông hoàng thái nhất hừ lạnh, chuông vàng ảo lại bay ra khỏi người gã, nháy mắt bao lại. Vô số sen vàng đánh vào chuông vàng ảo tan biến thành khói. Điều tình bồ đề tổ sư trầm trọng, hỗn độn chung, phía xa, thiên mệnh đại đế ngồi khoanh chân trong mây mù vận công chữa thương. Nhìn chuông vàng ảo trên người đông hoàng thái nhất, thiên mệnh đại đế cao mày. Cái chuông đó là pháp bảo gì? Đông Hoàng Thái Nhất ỉ vào hỗn độn chung không sợ phép thuật thần thông nào, cười khẩy nói. Thế nào, tiếp tục đi, bồ đề tổ sư hừ mũi, hừ, cuồng vọng tự đại, hai tay bồ đề tổ sư ngưng tụ pháp lực, ánh sáng bảy sắc ngưng tụ sau lưng lão, hơi thở minh mông bộc phát ra khỏi người lão như muốn lật úp trời. Đám người tần quân luôn đứng thật xa, cảm nhận uy áp khủng bố khiếp người làm ra đầu họ tê dại. Bồ đề tổ sư bình thường nhìn như ôn hòa mà mạnh quá. Hình thiên cắn răng, càn thích lại hiện ra trong tay gã. Hình thiên trầm giọng nói với tần quân cho ta xuất chiến đi bệ hạ. Hình thiên không thể tha thứ mình đánh thua rồi con đầu rút cổ ở một bên. chương 1092, đột phá thái ất cảnh. Tần quân do dự, hắn xoay người nhìn nhóm kiếm chủ ở phía xa, cười nói. Người bắt hạ oán giả lại đây cho chấm đã. Hạ oán giả lúc này đã bị oán thần thay thế, tần quân không quên chi nhánh nhiệm vụ. Giết oán thần có lẽ sẽ triệu hoán ra một cường giả đại năng. Hình thiên lập tức xoay người xông hướng hạ oán giả, đám người tôn ngộ không không rõ, lúc này bắt hạ oán giả có ích gì. Lâu nam thiên tuyển phủ chủ mang theo đám đệ tử bay ra khỏi bóng tối. Nhóm hùng chủ nhiên đăng, hạn bạt, đinh võ tướng từ các hướng bay đến, họ toát mồ hôi nhìn bồ đề tổ sư và đông hoàng thái nhất đang đại chiến ở phía xa. Họ không nhìn thấy hai bóng dáng cường giả tuyệt thế, chỉ thấy giải sáng bảy sắc và chuông vàng ảo, vì cách nhau quá xa, vượt qua ngàn dặm. Đám hùng chủ bàn tán sôi nổi, trong giọng nói tràn ngập kinh khủng. Người đó là ai? hình như là lão đạo nhân thuộc hạ của tần thánh đế hơi thở đó quá kinh người tu hành thật sự có thể đến độ cao này nếu đến gần nữa thì dù là chúng ta cũng sẽ thành cho bụi tuyệt thiên nguyên cứ bị hủy như vậy sợ là các vực xung quanh cũng bị vạ lây trước đó không ai dự đoán được cuộc chiến tranh cướp cửu đế thiên hạ sẽ diễn biến thành như vậy thiên mệnh đại đế đã thua bây giờ chờ xem tần thánh đế và yêu hoàng thi đấu ai sẽ trở thành đệ nhất đế ai sẽ chấp trưởng quyền lớn thiên địa hình thiên lao nhanh hướng hạ oán giả dạ. kiếm chủ viêm hoàng cửu u âm đế giật nảy mình vội vàng chuẩn bị tác chiến cửu u âm đế trầm giọng hỏi hình thiên người muốn làm gì cửu u âm đế đã không tự hỏi hình thiên mạnh đến mức nào nữa nhưng làm chủ cửu u gã sẽ không hèn tới xoay người bỏ chạy hình thiên phất lờ họ lao thẳng tới chỗ hạ oán giả dạ. hạ oán giả dạ chửi thầm viêm hoàng rực cháy lửa muốn ngăn cản hình thiên nhưng bị đụng hộp máu bay ra ngoài kiếm chủ cửa u âm đế hoảng sợ tái mặt vội né tránh không dám ra tay hạ oán giả cũng né nhưng hình thiên thò tay phải bóp cổ gã hạ oán giả vừa kinh vừa giật ngươi hạ oán giả chưa nói chọn câu hình thiên đã sách gã bay hướng tần quân hình thiên chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của tần quân rồi đi đánh với đông hoàng thái nhất chưa đầy hai giây hình thiên lại trở về trước mặt tần quân sốt ruột hỏi ta đã bắt hắn về có thể tham chiến được chưa bệ hạ vì phòng ngừa hạ hoán giả tấn công tần quân nên hình thiên đấm vào bụng gã đánh nát nội tạng và đan điền hạ hoán giả trợn tròn mắt ếch phun máu nhuộm hắc ám hạ hoán giả đau đến toàn thân co giật ánh mắt độc ác chừng hình thiên ngươi dám nếu ánh mắt có thể giết người thì hình thiên đã bị bầm thây tần quân gật đầu nói lượng sức mà làm từ góc độ khác thì hình thiên rất ngốc trải qua nhiều kiếp vẫn thiên chấp nhưng vì tinh thần không biết sợ của gã mới tạo thành cái tên chiến thần Tần quân triệu hoán ra thần ma đều có máu thịt, có tính cách riêng, hắn không muốn trói buộc bọn họ, chỉ cần ra lệnh là được. Chiến hoặc không, giết ai, hình thiên ném hạ hoán giả cho tôn ngộ không, lấy cản thích ra lao ngay đi vòng chiến phía xa. Tần quân xấu xa nhìn hạ hoán giả, cười lạnh, hạ hoán giả đau đớn run giọng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì, hạ hoán giả cảm giác đan điền và đạo quả bị hình thiên đấm nát, pháp lực tán loạn, giờ phút này gã không đánh bại tần quân nổi. Đám người tôn ngộ không, dương tiến, thạch cảm đương cũng rất tò mò tại sao tần quân muốn bắt hạ oán giả. Tần quân cố ý đổi thành giọng nhan đế, ngươi không nhận ra chấm, hạ oán giả trợn to mắt ốc bưu kinh hoàng hét lên. Ngươi là nhan, hạ oán giả chưa nói hết câu tần quân đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa bao bọc gã. Tay phải tôn ngộ không bị tam muội chân hỏa đốt chúng, nhưng trong người y cũng có tam muội chân hỏa nên không sợ. Tôn ngộ không bị hồng hài nhi đánh bại là vì hỏa nhãn kim tinh của y sợ khói a à à à à, tiếng hét chói tai của hạ oán giả trở nên ùm ồm, ồm, đổi thành giọng oán thần tràn ngập thê lương đám người dương tiến nhìn mà tim đập nhanh kinh ngạc ngó hạ oán giả không ngờ trên người tên này giấu tà ma hơi thở của oán thần vô cùng khủng bố khiến người sợ khác hẳn hạ oán giả rất dễ phân biệt ra Mà tần quân lạnh băng nhìn hạ oán giả bị tam muội chân hỏa đốt ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ hắn và hạ oán giả sớm kết thù giết gã không tạo gánh nặng tâm lý cho hắn tiếng hệ thống vang lên trong đầu tần quân đinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trừ oán thần đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma một cơ hội phó bản thần ma cùng với ân trạch thiên đạo vì thế oán thần đã chết hoàn toàn tam muội chân hỏa tán đi hạ hoán giả đã hóa thành cho tàn mây lôi trên đỉnh đầu tần quân giạt ra một chùm sáng thần thánh từ mây lôi giáng xuống xuyên qua từng lớp biển mây nhanh chóng bao lấy người tần quân nhóm tôn ngộ không bị bất ngờ đám thần ma giật mình kêu lên bệ hạ chuyện gì xảy ra? đừng nhúc nhích. đó là công nước thiên đạo. quỷ cốc tử vội ngăn cản người khác, đôi mắt tràn đầy khó tin. giết hạ hoán giả khiến tần quân được công nước thiên đạo. hay hạ hoán giả là tà ma thiên đạo không tha. quỷ cốc tử bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. tại sao tần quân biết giết hạ hoán giả có thể được công nước thiên đạo? quỷ cốc tử không cho rằng đây là trùng hợp. tần quân được ân trạch thiên đạo bao bọc cảm nhận nguồn nhiệt chuyển động trong người, pháp lực bắt đầu tăng vọt. mắt tần quân sáng rực thầm nghĩ. tốt lắm có lẽ có thể mượn cơ hội này đột phá thái ất cảnh. Nếu đột phá thái ất cảnh thì hắn sẽ được một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Chỉ định triệu hoán thần ma có lẽ tần quân sẽ triệu hoán ra tồn tại đối kháng lại Đông Hoàng Thái Nhất. Trong thần thoại ai đấu ngang với Đông Hoàng Thái Nhất, bảy vị thánh nhân dư sức nghiền chết Đông Hoàng Thái Nhất. 12 tổ vu, đế tuấn có thể đối kháng. Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Hồng Vân Lão Tổ, một đống người. Bồ Đề Tổ Sư, Thiên Mệnh Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng ngoái đầu nhìn ân trạch thiên đạo xuyên qua biển mây. Đông Hoàng Thái Nhất trợn to mắt nói, công đức thiên đạo, sao có thể, muốn được công đức thiên đạo khó khăn biết bao, cần làm ra công lớn có lợi cho thương sinh mới được nhận công đức thiên đạo, sao tần thánh đế đột nhiên được đến. chương 1093, thần đều không ngăn được một. Bồ đề tổ sư lau vết máu bên môi, cười nói. Ha ha ha, bệ hạ quả nhiên là thiên quyến chi tử vì hỗn độn chung làm lão không thể tổn thương đông hoàng thái nhất ngược lại gã bắt lấy cơ hội bị thương bồ đề tổ sư thiên mệnh đại đế cũng tham gia cuộc chiến tay cầm huyết cầm tấn công đông hoàng thái nhất cự ly xa gã cao mày nhìn chùm sáng ân trạch thiên đạo thiên mệnh đại đế nghĩ không ra vừa rồi xảy ra chuyện gì mặt ngoài thiên mệnh đại đế bình tĩnh nhưng cực kỳ không cam lòng đông hoàng thái nhất hay bồ đề tổ sư đều hơn xa gã làm kẻ tự phụ như gã bị đả kích nặng bồ đề tổ sư là thuộc hạ của tần thánh đế điều này càng khiến thiên mệnh đại đế không chấp nhận được thiên mệnh đại đế đã cảm nhận được cảm xúc khó tin của các đối thủ gặp phải tần quân tồn tại mạnh như vậy tại sao hiệu lực cho một con kiến đông hoàng thái nhất cười khinh miệt hừ mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn thì vị trí đệ nhất đế vẫn là của bản hoàng đông hoàng thái nhất không vội giết tần quân gã phải tiêu diệt bồ đề tổ sư trước rồi mới giết hình thiên diệt hết thuộc hạ của hắn từng bước khiến hắn tuyệt vọng tan vỡ hỗn độn trung bao phủ đông hoàng thái nhất bỗng rút về thành chuông vàng cao cỡ trượng lơ lửng trên đầu gã đông hoàng thái nhất giơ cao hỗn độn trung cười nhanh tranh bay hướng bồ đề tổ sư đông hoàng thái nhất xem thiên mệnh đại đế như ruồi bọ hoàn toàn bỏ qua bồ đề tổ sư hừ lạnh vung phất trần từng đóa sen vàng như nước lũ ập hướng đông hoàng thái nhất hình thiên chém một nhát búa phủ khí dài ngàn trượng tung hoành mấy chục dặm muốn chém nước eo đông hoàng thái nhất thiên mệnh đại đế cảm nhận phù khí lướt qua vai thầm giật mình chỉ có đánh nhau với hình thiên mới cảm nhận sự khủng bố của gã. Đông Hoàng Thái Nhất xoay người ném hỗn độn trung thô bạo đập nát phủ khí, bá đạo dã man. Ngay sau đó Đông Hoàng Thái Nhất nhảy lên, dán sát cơn lũ sen vàng bay hướng bồ đề tổ sư, thân hình nhanh đến kéo theo tàn ảnh trước mắt đã đến trước mặt lão. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng cười, đi chết đi lão già, chuông đập xuống đầu bồ đề tổ sư làm lão nổ đom đóng mắt, người rớt xuống như thiên thạch. Chớp mắt bồ đề tổ sư biến mất trong bóng tối, không biết sống chết. Tần quân được ân trạch thiên đạo trợ giúp nhanh chóng đột phá thái ất cảnh. Liên tục hai tiếng hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính, đột phá thái ất cảnh. Hệ thống sẽ thăng cấp, và thưởng cho túc chủ một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Pháp lực cuồng bạo dâng trào trong người tần quân, vạt áo phồng lên, hoa văn tử diễm giữa chán vặn vẹo, đôi mắt như tử vi đế tinh chuyển động, tử vi đế tinh đạo quả xoay nhanh trong người hắn sau khi hệ thống thăng cấp cơ vĩnh sinh có thể cảm ứng bên ngoài sau đó giật mình kêu lên a à, ngươi đột phá bùm pháp lực trong người như dung nham dâng lên ngoài người tần quân đỏ rực tử diễm vặn vẹo lớn mạnh giữa chán hắn ánh sáng chiếu lên mặt hắn tựa như vị thần pháp lực tăng vọt cơ thể cũng biến mạnh thái ất kim tiên cảnh tần quân hú dài tiếng hú vang vọng bóng đêm dẫn đến các sinh linh còn sống ở các nơi quay đầu nhìn đám sinh linh bàn tán xôn xao là tần thánh đế thái ất cảnh hắn đột phá vào lúc này, đó là ánh sáng gì vậy? Yêu nghiệt, tần thánh đế mới bao nhiêu tuổi, thái ất kim tiên, giờ ngồi hóng tần thánh đế và yêu hoàng tranh phong, đám hùng chủ xem ngây người, cái này mà tranh giành vị trí cửu đế gì, hoàn toàn là hai đế tranh bá. Kiếm chủ, cửu u âm đế, viêm hoàng, nhiên đăng, từ trọng sinh, đinh võ tướng, đám ứng cử viên cửu đế đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giật mình nhìn tần quân được ân trạch thiên đạo bao bọc. Lòng nhiên đăng tràn ngập cảm giác thất bại. Tại sao người với người tranh lệch lớn như vậy? Cứ tiếp tục thế này thì lão đừng mơ trốn thoát khỏi móng vuốt của tần quân. Vẻ mặt hạn bạt mừng rỡ, không ngờ đối diện đông hoàng thái nhất mạnh mẽ mà thuộc hạ của tần quân có thể đối kháng lại. Quan trọng nhất là tần quân được ân trạch thiên đạo đột phá thái ất cảnh. Cơ vĩnh sinh cảm thán, ngươi rốt cuộc đột phá. Tần quân không chú ý giọng cơ vĩnh sinh chất chứa cảm xúc phức tạp, có vui mừng, giải thoát, lưu luyến. Lúc này tần quân bận cảm nhận pháp lực dâng trào tăng vọt trong cơ thể, Hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp bất diệt thánh thân, điên cuồng hấp thu lực lượng công đức từ Ân Trạch Thiên Đạo. Lực lượng công đức rất huyền ảo, vừa giúp người tăng trưởng tu vi vừa có thể luyện thành pháp bảo, gần như vạn năng. Theo như Tần Quân hiểu biết thần thoại Hồng Hoang thì các thánh nhân dựa vào lực lượng công đức khổng lồ thành thánh. Nữ Oa tạo người, công đức vô lượng, Tam Thanh sáng lập giáo, chuẩn đề, tiếp dẫn bắt trước, dạy dỗ vạn vật đều là vô thượng công đức. Đương nhiên những truyền thuyết này khó nói thật giả, chúng cách Tần Quân quá xa xôi trong đầu tần quân chỉ nghĩ một điều nên triệu hoán ai đi ra đánh đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất kiêu ngạo như thể trời không lọt vào mắt gã không giẫm gã dưới chân thì tần quân khó chịu tần quân từng hứa với bạch trạch sẽ đánh bại đông hoàng thái nhất mới có thể nạp nàng làm thánh phi bùm tam muội chân hỏa tràn ra khỏi người tần quân phủ lên trùm sáng ân trạch thiên đạo nhanh chóng ngưng tụ thành hình người là thân thể cực viêm ma thần bên kia bồ đề tổ sư bay ra từ hắc ám vùng phất trần kéo dài mấy vạn trượng như đánh rất trời đêm. Đông Hoàng Thái Nhất đang định bắt thiên mệnh đại đế, hình thiên thì cảm giác gió rít. Gã bản năng cúi đầu, đáng tiếc đã không kịp, lông trắng dài mấy vạn trượng đập vào người Đông Hoàng Thái Nhất, lực lượng khủng bố đẩy Đông Hoàng Thái Nhất, hỗn độn trung xuyên qua biển mây cuồn cuộn, nhìn từ xa như thất luyện màu trắng khủng bố quất nát bầu trời. Hình ảnh vô cùng rung động, vô sổ sinh linh chố mắt líu lưỡi nhìn. Kiếm chủ, cửu u âm đế xoe tròn mắt biển mây cuộn trào kéo dài mấy trăm vạn dặm lan hướng các vực xung quanh. Kinh phong đáng sợ thổi thiên mệnh đại đế, hình thiên nheo mắt, tim đập nhanh. Lão đạo sĩ này mạnh quá mức, đám người tôn ngộ không chú ý thấy cảnh đó. Thạch cảm đương, bằng ma vương, dương tiến, kim quang thánh mẫu, quỷ cốc tử há hốc mồm. Phát trần dài mấy vạn trượng núi liền thiên địa, dù cách xa mấy chục dặm vẫn kích thích thị giác kinh dị. Trường 1094, uy chấn trăm vực 1 tôn ngộ không siết chặt hai nắm tay siêu hưng phấn sư phụ mạnh quá các thần ma không hiểu nhiều về bồ đề tổ sư chỉ biết lão rất mạnh nhưng không ngờ mạnh đến mức này đó là đông hoàng thái nhất nhân vật như thần thoại đối với họ thế mà bị bồ đề tổ sư đánh xuyên thủng tầng mây trong thiên địa tối tăm liên tiếp vang tiếng kinh thán bị chiêu này của bồ đề tổ sư rung động trời ạ à, đó là lực lượng gì lão là bồ đề tổ sư chắc luôn bồ đề tổ sư nhẹ nhàng phế bỏ như lai Giờ ngươi mới biết, có cường giả như thế phụ tá hèn gì tần thánh đế có thể đi ngang, nhìn khắp thiên hạ hắn không cần sợ ai. Khủng khiếp quá, tu hành đến cảnh giới cao cỡ nào mới có sức mạnh như vậy. Quá mạnh, đây là độ cao phép thuật có thể đạt tới sao. Mặt bồ đề tổ sư không đổi sắc cất phất chân, nhìn lỗ thủng khủng bố vạn thước trong biển mây, mắt lão vẫn đầy cảnh giác. Bồ đề tổ sư biết đông hoàng thái nhất sẽ không chết dễ vậy. Lực phòng ngự của hỗn độn chung không ai dưới thánh nhân phá được. Âm 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 biển mây trên đầu tần quân cuồn cuộn, thiên lôi ầm ầm. Đột phá thái ất cảnh rồi tần quân nghênh đón thiên kiếp. Vì huyết mạch cực phiêm ma thần, tử vi đế tinh đạo quả nên kiếp nạn này chắc chắn hơn thái ất kim tiên kiếp bình thường. Tần quân hỏi thầm, hệ thống, hiện tại còn có thể triệu hoán không? Tần quân lo trong quá trình hệ thống thăng cấp không thể triệu hoán. Đánh chết hoán thần cho tần quân được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Đột phá thái ất cảnh, hắn lại được một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Giờ khắc này tần quân cảm giác mình có thể giết ngược về, không phải nằm mơ. Hệ thống đáp ngay, có thể, tần quân quyết định nhanh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma. Tần quân nhìn lỗ thủng to vạn thước trong biển mây phía xa, khóe môi cong lên lộ nụ cười ác. Đông hoàng thái nhất thì sao? Nếu chấm muốn làm đệ nhất đế thì thần cũng không chắn được. Tiếng hệ thống gợi ý vang lên, đinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán thần ma. Ngoài trăm dặm một bóng người nhanh chóng vụt qua, đó là một lão đạo nhân, mặc áo xanh, người hơi gầy gò, mái tóc bạc phơ, nghiêm nghị, cảm giác uy nghiêm. Người tới chính là Thái Ất Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân lẩm bẩm, hơi thở mạnh quá, Thái Ất Chân Nhân nhìn nơi núi liền thiên địa, mắt tràn đầy khó tin. Lúc Tần Quân triệu hoán cho hệ thống phục hồi ký ức kiếp trước của Thái Ất Chân Nhân, hệ thống sắp đặt khiến lão cảm giác có duyên với Tần Quân. Cộng thêm đồ đệ na tra hiệu lực cho Tần Quân, nên Thái Ất Chân Nhân cố ý đến chi viện. Thái Ất Chân Nhân cảm nhận hơi thở Bồ Đề Tổ Sư, thiên mệnh đại đế, hình thiên phát ra, trái tim lão rung động. Tình hình chiến đấu gay gâu hơn xa lão tưởng. Đùng, một thiên lôi giáng xuống người tần quân được ân trạch thiên đạo bao bọc. Thiên lôi đầu tiên luôn yếu nhất trong thiên kiếp, càng về sau càng mạnh, nên chân mày tần quân không nhúc nhích. Hệ thống bỗng vang lên gợi ý. Đinh, chúc mừng túc chủ triệu hoán được đế tuấn, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần quân xoe tròn mắt thầm chửi thề. Đế tuấn, đế vương trong thần thoại thượng cổ, trong thần thoại Hồng Hoang là huynh trưởng của Đông Hoàng Thái Nhất, cùng sinh ra từ Thái Dương Tinh, cùng là Tam Túc Kim Ô. Khẩu nghệ bắn rắc 10 mặt trời là 10 nhi tử của Đế Tuấn. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất là chủ thiên đình thượng cổ, khống chế bầu trời Hồng Hoang. Hai người dẫn dắt yêu tộc xương bá đất Hồng Hoang, mãi khi vu tộc vươn lên. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chết, yêu tộc từ địa vị bá chủ rất xuống rồi bị nhân tộc thay thế. Dường như có quy tắc nào đó, huyền đương đại thế giới cũng giống vậy, trước khi nhân tộc khống chế thiên địa thì yêu tộc xưng bá. Tần quân hỏi thầm, hệ thống, nếu chấm triệu hoán đế tuấn thì khả năng hắn phản bội bao lớn. Nếu vứt bỏ hỗn độn chung có lẽ Đông Hoàng Thái nhất không đánh thắng nổi đế tuấn, huống chi gã là huynh trưởng, nhiều lúc Đông Hoàng Thái nhất nghe lời gã. Dù đế tuấn không phục hồi ký ức kiếp trước, nhưng với tâm tính của gã sẽ thần phục tần quân sao? Hệ thống trả lời làm tần quân hộc máu, chắn chắn sẽ trốn chạy, đệt, cố ý điều đế tuấn ngay lúc này để kích thích hắn sao? Một đông hoàng thái nhất đã vô pháp vô thiên như vậy, thêm một đế tuấn thì cổ tiên giới cũng không ngăn nổi. Đương nhiên cổ tiên giới có lẽ có thánh nhân, vậy thì là chuyện khác. Tần quân nghiến răng thầm nghĩ, triệu hoán lại, cảm giác từ thiên đường rơi vào địa ngục thật khó chịu, may mà hắn còn cơ hội chỉ định triệu hoán. Khổng tuyên, Trấn Nguyên Tử, 12 Tổ Vu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Côn Bằng, Huyền Đô, Lục Áp Đạo Nhân, hắn đều có thể kéo ra, dù sao còn bồ đề tổ sư, hình thiên hỗ trợ. Không tin không chơi chết đông hoàng thái nhất, tiếng hệ thống gợi ý lại vang lên, đinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán lại thần ma. Hai thiên lôi giáng xuống, Tần Quân cảm giác đau đớn như cả người nổ tung. So với thiên lôi thứ nhất thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp tổn thương. Ân Trạch Thiên đạo chậm rãi tan biến, oán thần tuy là tà ma viễn cổ nhưng bị thiên địa uy hiếp đã không bằng ngày xưa, Tần Quân được ân Trạch Thiên đạo cũng có hạn. Nhưng có thể đột phá thái ất cảnh đã là siêu may mắn. Cực viêm ma thần sau lưng tần quân càng lúc càng cao, vung tay gầm giống, uy chấn trời mây. Hắc điệp tiên tử nhìn cực viêm ma thần, rơi vào hoảng hốt. Tu vi của tần quân càng cao cực viêm ma thần càng ngưng thực, càng giống cơ vĩnh sinh hơn, gợi lại chuyện cũ phủ bụi đã lâu của hắc điệp tiên tử. Hắc điệp tiên tử thì thào, mắt ngấn lệ, sư phụ, thái ất chân nhân bay nhanh đến, thấy lão, dương tiến sừng sốt run giọng kêu, sư bá, thái ất chân nhân là đệ tử thứ năm của nguyên thủy thiên tôn, sư phụ Ngọc Đình chân nhân của Dương Tiễn là đệ tử thứ 10, nên gã phải tôn xưng Thái Ất chân nhân là sư bá. Đầu óc Dương Tiễn hủ đặc, tại sao Thái Ất chân nhân xuất hiện? Không lẽ bệ hạ dùng thần thông vô thượng triệu hoán đến? Thái Ất chân nhân kinh ngạc hỏi, ngươi cũng ở? Thái Ất chân nhân nhìn Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Nương, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử, biểu tình quái dị. Kim Quang Thánh Mẫu run rẩy, trong thế giới phong thần thập thiên quân dựa vào thập tuyệt trận từng rất huy phong, nhưng 12 tiên côn luân ra, thập việt trận thành trò cười. Nên khi Kim Quang Thánh Mẫu thấy Thái Ất chân nhân thì bản năng sợ hãi. Tôn Ngộ không trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chương 1095, uy trấn trăm vực hai. Tôn Ngộ không thầm nghĩ sư bá của Dương Tiến không lẽ là vị nào trong 12 tiên côn luân. Thái Ất chân nhân bình tĩnh giới thiệu, mắt nhìn Tần Quân. Bần đạo tên Thái Ất, không ngờ hắn đang độc kiếp, Tần Quân cách nhóm Tôn Ngộ không vài trăm thước, cực viêm ma thần trên người hắn đã cao trăm trượng, uy vũ bất phàm. Tần quân vừa chịu đựng thiên lôi liên tiếp oanh kích vừa cắn răng nói. Thái ất chân nhân, chấm chờ đã lâu, thái ất chân nhân, tôn ngộ không, bằng ma vương, quỷ cốc tử trợn to mắt. Quỷ cốc tử là đồ đệ của lõa tử nhưng không phải đệ tử thân truyền nên chưa gặp thái ất chân nhân bao giờ. Tuy nhiên cái tên 12 tiên côn luân rất vang dội. Thái ất chân nhân chắp tay nói, tham kiến bệ hạ, bỗng uy áp minh mông từ trên trời giáng xuống vạn linh kinh hoàng, con người thái ất chân nhân có rút vụt ngẩng đầu. Giọng đông hoàng thái nhất đầy sát ý vang vọng thiên địa. Bồ đề, dám bị thương bản hoàng, bản hoàng muốn người không chết tử tế được, đám người tần quân suýt điếc, lấy tuyệt thiên nguyên làm trung tâm sinh linh trong phạm vi trăm vực đều nghe thấy. Thiên hạ cùng kinh, các vực thảo luận điên cuồng, bồ đề, không lẽ là bồ đề tổ sư thuộc hạ của tần thánh đế? Giọng đó là của ai? Khủng khiếp quá, thanh âm truyền từ tuyệt thiên nguyên cuộc chiến cửu đế kịch liệt đến mức này, các ngươi ngước đầu lên nhìn kia, tầng mây luôn cuồn cuộn. Giọng đông hoàng thái nhất huy chấn trăm vực, đây còn là vì gã cố nén tức giận, không thì các góc huyền đương đại thế giới đều nghe rõ tiếng gầm của gã. Trung hoang, nhan vương thành, tất cả sinh linh trong thành kinh khủng ngẩng đầu nhìn, còn tưởng có cường giả đánh bất ngờ. Thái thượng lão quân đứng trên tường thành, mày nhíu chặt. Bồ đề tổ sư đang chiến đấu với ai? Thiên đình đại tần, giọng đông hoàng thái nhất cũng truyền vào trong nam vực thiên thế giới tất cả sinh linh trong tiểu thế giới nổ tung bồ đề tổ sư có người đang đánh nhau với bồ đề tổ sư chắc chắn là vì tranh giành cửu đế thiên hạ không lẽ là thiên mệnh đại đế hay cửu u âm đế thánh đế bệ hạ sẽ trở thành đế thứ mấy đây hồi hộp quá thanh âm này đáng sợ quá tu vi của người đó cao đến mức nào trời ạ à, tuyệt thiên nguyên cách chỗ này bao xa trên thánh đế phong càng ồn ào mọi người thảo luận cửu đế thiên hạ sẽ có kết cục gì ầm 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 từng đợt thiên lôi giáng xuống làm tần quân ra chóc thịt bong thành người máu tần quân nhìn chằm chằm lỗ thủng vạn thước trong biển mây phía xa nơi đó tràn ngập ánh lửa cực kỳ kinh dị như thể bên trên biển mây là lửa lớn ngập trời đông hoàng thái nhất tức giận đang giáng xuống hệ thống bỗng vang lên gợi ý đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán được cùng kỳ đến từ truyền thuyết thần thoại có triệu hoán lại không mắt tần quân sáng rực một trong bốn mãnh thú thượng cổ ngang hàng với thao thiết đào ngột hỗn độn trong vô số chuyện thần thoại chúng nó sắm vai quái vật diệt thế tần quân cắn răng quyết định triệu hoán không phục hồi ký ức kiếp trước hắn thậm chí không suy xét cùng kỳ có chạy trốn không đã bỏ qua đế tuấn rồi tần quân không muốn lại vụt mất nó hệ thống đáp nhanh cùng kỳ là mãnh thú không có ký ức kiếp trước nhất định tần quân đã hiểu đang định kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của cùng kỳ Bỗng một quả cầu lửa lớn rơi xuống từ lỗ to vạn thước trong biển mây phía xa. Là Thái Dương Thần Lâm của Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Tinh Đường Kính Vạn Trượng đụng tan biển mây đánh vào Bồ Đề Tổ Sư, nếu nó rơi xuống đất thì mấy vực sẽ tan vỡ. Thái Dương Thần Lâm, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất đã thi triển Thái Dương Thần Lâm, nổ tuyệt thiên nguyên thành hoang vu, nguyên thiên địa trong hỗn độn. Đây còn là trong tình huống Thiên Mệnh Đại Đế ngăn cản. Lần này Thái Dương Thần Lâm thể hình không tăng lớn nhưng uy năng khủng bố gấp chục lần nhiệt độ cao đến nỗi đám người cách mấy chục dặm bị nóng vội thụt lùi tần quân di chuyển thiên lôi cũng rời đi theo hắn rủa thầm trong bụng không gian trăm dặm dao động mắt thường có thể thấy tùy thời vỡ nát bồ đề tổ sư biến sắc mặt vội dơ phất trần lên lông trắng bay bay nhanh chóng kéo dài ra mấy vạn trượt tản ra thành hình tròn muốn đón lấy thái dương tinh do đông hoàng thái nhất chế tạo thiên mệnh đại đế hình thiên hết hồn vội lùi ra bọn họ không đỡ nổi thái dương thần lâm như vậy Đông Hoàng Thái nhất cười điên cuồng vang khắp thiên địa. Bồ đề, đã cảm nhận sự tuyệt vọng chưa? Đông Hoàng Thái nhất đạp trên Thái Dương tinh đè nó rơi xuống đụng vào phất trần của Bồ đề tổ sư. Âm 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 âm, vang tiếng nổ điếc tai khiến tần quân cao mày, cộng với thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, hắn vô cùng đau khổ. Biểu tình Thái Ất chân nhân giật mình nhìn Thái Dương tinh phía chân trời. Không lẽ hắn đến nhập thánh cảnh hay càng mạnh hơn nữa? Giây sau Thái Ất chân nhân trợn to mắt kinh kêu, Đông Hoàng, Thái nhất, nhận ra đông hoàng thái nhất rồi thái ất chân nhân bản năng tính chạy trốn, nhưng thấy bồ đề tổ sư cản thái dương thần lâm giáng xuống, lão cố nén kinh hoàng tiếp tục quan sát. Cảm nhận thái dương chân hỏa nóng bỏng, cực viêm ma thần gầm giống. Rào, tần quân hoảng loạn, hắn cảm giác pháp lực trong người mất kiểm soát ùa vào cực viêm ma thần, nó như vật sống. Chuyện gì thế này, tần quân trợn tròn mắt, lòng đầy kinh hoàng, cơ vĩnh sinh vội giải thích, cực viêm ma thần có thể hấp thu các loại lửa trong ba ngàn thế giới, lửa yêu hoàng khiến cực viêm ma thần bản năng hưng phấn tần quân đã hiểu lại một thiên lôi khủng bố thô trăm trượng giáng xuống đánh tần quân hút ngụm khí lạnh thật là sướng tê người sóng lửa vô tận ập đến tần quân đã đột phá đến thái ất kim tiên cảnh cũng không chịu nổi lảo đảo trên không trung như tùy thời bị thổi đi nhìn lông trắng phất trần của bồ đề tổ sư bao bọc thái dương tinh tần quân nheo mắt hắn thấy các cọng lông trắng dài mấy vạn trượng bị đốt đứt cứ tiếp tục thế này chắc chắn bồ đề tổ sư không chống nổi Đông Hoàng Thái nhất cười càn rỡ khinh thường hỏi, như thế nào, không kiên trì nổi nữa. Nhìn bộ dạng khó khăn của bồ đề tổ sư làm lòng Đông Hoàng Thái nhất rất sung sướng. Mặt bồ đề tổ sư ướt mồ hôi lạnh, dồn hết sức rót pháp lực vào. Nếu lão không cản lại được đất đai sẽ bị hủy, thậm chí phá hoại nguyên huyền đương đại thế giới, vô số sinh linh nghênh đón diệt phong. chương 1096, Thái nhất chỉ ngô độc tôn. Thái dương tinh vạn trượng đốt Thái dương chân hỏa hừng hực, nhìn nó như to ra năm vạn trượng, lớn còn hơn nhan vương thành. Bồ đề tổ sư cắn chặt răng, lão phải ngăn lại. Chết tiệt, tôn ngộ không kêu gào cổ vũ. Sư phụ cố lên, mắt bồ đề tổ sư bắn ra tia sáng, hai tay cầm phất trần đẩy lên trời. Đám hùng chủ cả người lạnh lẽo, không dám nhúc nhích nhìn. Vô số sinh linh hoảng hốt chạy trốn, thiên địa tối tăm bị ánh lửa chiếu dọi thành luyện ngục, vô cùng kinh dị, âm trầm khiếp hồn người. Tần quân căng thẳng nhìn, vội hỏi, hệ thống, chấm triệu hoán ra khổng tuyên đỉnh cao có xác suất làm phản bao nhiêu. Đối phó Đông Hoàng Thái nhất cuồng vọng như vậy phải lấy ra nhân vật ác hơn mới được. Hệ thống trả lời ngay, vì Lý Nguyên Bá ở trong thế giới phó bản từng nói nhiều điều tốt về túc chủ với khổng tuyên, hệ thống có thể đưa đoạn ký ức này vào bảo đảm khổng tuyên không lập tức ra tay với túc chủ, thậm chí có chút hảo cảm. Nhưng túc chủ muốn sai khiến khổng tuyên thì hệ thống khó bảo đảm. Mắt tần quân hấp hái, khóe môi tràn máu, bởi vì thiên lôi càng lúc càng mạnh. Liều luôn, trong phong thần diễn nghĩa khổng tuyên được gọi là người số một dưới thánh nhân tần quân quyết định triệu hoán khổng tuyên đi trạng thái cao nhất tần quân không biết đông hoàng thái nhất có phải trong trạng thái cao nhất không nhưng vì thắng hắn phải triệu hoán ra khổng tuyên mạnh nhất khổng tước đại minh vương trong truyền thuyết tiếng hệ thống gợi ý vang lên đinh chúc mừng túc chủ chỉ định tính triệu hoán khổng tuyên tần quân dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của khổng tuyên khổng tuyên đến từ truyền thuyết thần thoại thân phận khổng tước đại minh vương khổng tước thứ nhất trong thiên địa. Tu vi chưa biết, công pháp chưa biết, thần thông chưa biết, pháp bảo chưa biết, mức độ trung thành, một mắc một trăm, chưa biết khỉ gió, tần quân muốn trợn trắng mắt, tức chết, mức độ trung thành một điểm, hoàn toàn là đi thăng bằng trên dây. Nhưng nếu khổng tuyên liên hợp với bồ đề tổ sư đánh đông hoàng thái nhất thì không khó. Ngũ sắc thần quang được gọi là không gì không thể xóa nhòa. Không biết đối diện hỗn độn chung thì ngũ sắc thần quang có mạnh mẽ được vậy không? mắt tần quân đỏ ngầu nhìn thân hình bá đạo đứng trên thái dương tinh phía xa đông hoàng thái nhất trẫm muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thua thảm cuộc chiến tử đế thiên hạ cuối cùng diễn biến thành trận chiến đông hoàng thái nhất tàn phá điều này làm tần quân khó chịu huống chi hình thiên bồ đề tổ sư đang chịu khổ đông hoàng thái nhất không cảm giác ánh mắt tức giận của tần quân dù biết thì gã không để bụng đông hoàng thái nhất dồn hết sức đè thái dương tinh dần rơi xuống trong bóng tối bên dưới dâng lên vô số tảng đá to mặt đất không chịu nổi uy năng khủng bố của Thái Dương Thần Lâm đang vỡ ra. Nếu tai họa trung tâm lòng đất thì nguyên huyền đương đại thế giới sẽ nổ tung. Vì Bồ Đề Tổ sư mạnh, vì thắng nên Đông Hoàng Thái Nhất đã mất lý trí. Nếu hủy diệt huyền đương đại thế giới thì Đông Hoàng Thái Nhất khó bảo đảm mình không bị tổn hại nặng, nhưng thắng, gã lười quan tâm những chuyện đó. Đông Hoàng Thái Nhất nhe răng cười hỏi, Bồ Đề, người còn năng lực gì cứ sử dụng hết đi. Mắt Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy điên cuồng, Gã thích nhất là nghiền áp đối thủ có sức chịu đựng cao, nhìn kẻ địch đáng thương run rẩy trước mặt mình. Bồ Đề Tổ sư bị đè không ngừng rơi xuống nhưng vẫn cố chống. Bồ Đề Tổ sư cắn răng quát, "Đông Hoàng, ngươi làm như vậy sẽ hối hận." Bồ Đề Tổ sư sớm nghe nói Đông Hoàng Thái nhất điên cuồng, không thiết tự bảo hỗn độn chung đồng quy vu tận với Tổ Vu, nhưng khi thật sự lĩnh giáo vẫn làm lão rất tức giận. Hèn gì chưa thánh chán ghét yêu tộc, Đông Hoàng Thái nhất, đế tuấn có trách nhiệm không thể chối bỏ. Đông Hoàng Thái nhất cười gần, hối hận, bản Hoàng đã bao giờ hối hận, bản Hoàng là vô địch, Đông Hoàng Thái nhất không có ký ức kiếp trước nên không có bài học thất bại. Chỉ ngô độc tôn, đây là tiêu chuẩn duy nhất để Đông Hoàng Thái nhất hoành hành thiên địa. Tần quân cố nén thiên lôi đánh lo lắng hỏi, hệ thống, khi nào khổng viên tới, đại minh vương, làm ơn đừng giống chư bát giới chậm trễ trên đường đi. Hệ thống trả lời đơn giản, không rõ ràng, tần quân bất đắc dĩ, âm 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 thái dương tinh đường kính vạn trượng không thể ngăn cản đè xuống phất trần sóng nóng bỏng vô cùng khuếch tán bốn phương tám hướng như những con rồng giải tàn phá hư không thiên địa bị thái dương chân hỏa chiếu sáng đâm đau mắt người vô số đá vụn bay lên bay càng cao bề mặt càng nóng đỏ bồ đề tổ sư cắn răng cố chống, lông trắng phất trần bị đốt hỏng một nửa nhưng lão không bỏ cuộc nếu lão trốn tránh thì thương sinh thiên hạ có nạn bồ đề tổ sư được hệ thống bỏ vào ký ức sống trong huyền đương đại thế giới nên có chút tình cảm với nó Huống chi bồ đề tổ sư vốn có lòng yêu thương sinh, không nỡ để đại thế giới phồn thịnh hóa thành luyện ngục. Hình thiên quát to, phá cho ta, phủ khí dài ba ngàn trượng như trăng khuyết bay tới đánh vào thái dương tinh. Thái dương chân hỏa dâng lên, đáng tiếc không ảnh hưởng đến thái dương tinh. Đông hoàng thái nhất liếc mắt qua, vẻ mặt khinh miệt cười khẩy nói. Ánh sáng đom đóm cũng dám rảnh phát sáng với trăng, hình thiên nghiến răng ken két, thiên mệnh đại đế mặt đen thui thiên mệnh đại đế tự phụ vô địch thiên hạ nhưng bây giờ không có tư cách tham gia chiến đấu, điều này là mỉa mai lớn nhất với gã. Vèo, chín con rồng lửa gầm giống sông tới, hình thiên và thiên mệnh đại đế giật mình quay đầu nhìn. Thái ất chân nhân một tay cầm pháp bảo đỏ rực giống rồng vàng bay tới. Đó là cửu long thần hỏa cháo, bề ngoài rất giống nửa cái bồn, mép có chín đầu rồng, nếu chụp người vào trong sẽ có tam muội chân hỏa cháy hừng hực, lúc trước thạch kỳ nương nương bị cửu long thần hỏa cháo đốt chết chín con rồng lửa biến dài 5.000 trượng gầm giống đụng vào Thái Dương Tinh, chấn Thái Dương Tinh rung bẩn bật. Đông Hoàng Thái nhất ngạc nhiên quay đầu nhìn, kinh kêu. Nửa bước nhập thánh cảnh, ngươi là ai? Đông Hoàng Thái nhất áp chế bồ đề tổ sư thành công khiến lý trí dần quay về, thấy lại một cường giả xuất hiện, gã tưởng là cường giả ẩn thế gai mắt đi ra ngăn cản gã. Đông Hoàng Thái nhất có tử vi đế tinh đạo quả, đế hoàng bẩm sinh, trông thấy cường giả sẽ ngứa tay muốn lôi kéo. Thái ất chân nhân trầm giọng nói, ta tên Thái ất, Đông Hoàng Thái Nhất, còn không ngừng tay, ngươi muốn hủy đại thế giới này sao? Thái Ất chân Nhân biết Đông Hoàng Thái Nhất không nhớ ký trước, nghĩ vậy lão càng lo thêm. chương 1097, Thần Hình Kiếp Nếu Đông Hoàng Thái Nhất có trí nhớ kiếp trước có lẽ sẽ vì kiêng kỵ nguyên Thủy Thiên Tôn mà nể lão vài phần. Đáng tiếc lão nghĩ nhiều, mặt Đông Hoàng Thái Nhất không biểu tình nói. Dừng tay, không ai có thể kêu bản Hoàng dừng tay. Hỗn độn trung đập xuống dưới Thái Dương Tinh, lực lượng khủng bố làm bồ đề tổ sư biến sắc mặt. Hai khuỷu tay lão gấp khúc, người rơi càng nhanh, chín con rồng lửa đánh vào thái dương tinh bị nhìn nát, mặt thái ất chân nhân xanh mét. Công kích của thái ất chân nhân như gãi ngứa đông hoàng thái nhất, làm lão bị đả kích mạnh. Rớt xuống mấy vạn thước, ánh lửa chiếu sáng đất đai. Thảo nguyên xanh mướt ngày xưa đã thành phế tích hoang vu, đá lởm chởm, hiệp cốc tứ răng. Đưa mắt nhìn như có vô số mãnh thú quỷ dạp dưới đất, khiến người lạnh sống lưng. Vì chiến đấu lúc trước tuyệt thiên nguyên chìm xuống năm ngàn thước, không thấy hoa cỏ chỉ có xác chết bị vạ lây. Bị thái dương thần lâm đè rất nhanh bồ đề tổ sư rơi xuống đất, lực lượng khủng bố khó thể tưởng tượng đè đống đá dưới chân lão nổ tung, nền đất lại sụp xuống. Mắt đông hoàng thái nhất đầy sung sướng, gã cố ý hành hạ bồ đề tổ sư, cho lão cảm nhận cái chết từng bước đến gần. Tần quân ở phía xa vừa độ kiếp vừa căng thẳng xem cuộc chiến. Tần quân không chú ý thấy mây lôi trên đầu luôn biến đổi, mơ hồ có bóng thần sừng sướng trên tầng mây. Giọng cơ vĩnh sinh nổ vang trong đầu tần quân, cẩn thận, tần quân giật bắn người bản năng ngước đầu lên, vô số trường mâu ngưng tụ từ thiên lôi như mưa to đâm xuống. Phập phập phập, cực viêm ma thần bị trường mâu thiên lôi đâm thủng, có ba cây đâm xuyên ngực tần quân, máu phun ra, con người tan rã. Đám người tôn ngộ không đứng gần đó kinh kêu, bệ hạ, đây là thiên kiếp gì, nguy rồi, la thần hình kiếp trong thái ất huyền tiên kiếp khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật thần hình kiếp dương tiến kim quang thánh mẫu thạch cảm đương bằng ma vương ngạc nhiên quỷ cốc tử ngước nhìn thân hình trên tầng mây trầm giọng nói đúng vậy là thần hình kiếp ta chỉ nghe nói về kiếp nạn này chứ chưa thấy tận mắt bao giờ hắc điệp tiên tử siết chặt hai nắm tay mắt đẹp căng thẳng nhìn tần quân nàng không hoảng loạn nàng rất tin tưởng tần quân sẽ vượt qua được rất nhanh ánh mắt tần quân lại sắc bén hắn ngước đầu nhìn bóng thần trên biển mây biểu tình dữ tợn Cơ vĩnh sinh cười nói, đây là thần hình kiếp, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu mới dẫn đến thiên kiếp này. Nếu vượt qua thì ngày sau một bước lên mây, cơ vĩnh sinh hoàn toàn không lo tần quân sẽ không chịu đựng nổi. Tần quân bây giờ đã khác xưa, thần thông, huyết mạch, đạo quả đều bất phàm. Mỗi khi cơ vĩnh sinh nghĩ đến sẽ cảm thán, yêu nghiệt, cực viêm ma thần gầm giống, rào, tam muội chân hỏa nhanh chóng ngưng thực khiến những trường mâu thiên lôi không thể đâm thủng cực viêm ma thần nữa. Tần quân dùng mình nhảy vọt lên bay hướng bóng thần trên biển mây. Đám người tôn ngộ không chốc lát nhìn tần quân chốc lát ngó bồ đề tổ sư ở phía xa. Bồ đề tổ sư bị đè không ngừng chìm xuống, nền đất vỡ nát, thái dương tinh khổng lồ đã che lấp bóng dáng lão khiến người không thấy rõ tình huống. Nhìn từ xa một nửa thái dương tinh đã chìm vào mặt đất, tương đương với ở sâu dưới 5.000 trượng, tình hình rất tệ. Cửu u âm đế nhìn thái dương tinh khổng lồ phía chân trời, thì thào. Tiêu rồi, Cách xa như vậy cửu u âm đế vẫn có thể cảm nhận uy năng khủng bố ẩn chứa trong thái dương tinh, nếu nó nổ thì nguyên huyền đương đại thế giới sẽ bị hủy diệt, gã đừng mơ sống sót. Đám hùng chủ kiếm chủ, viêm hoàng toát mồ hôi lạnh. Nhiên đăng chửi đồng, ta biết ngay mà, đông hoàng thái nhất đồ điên, luôn thích chơi trò đồng quy vô tận. Nếu huyền đương đại thế giới nổ thì đông hoàng thái nhất cũng tiêu đời, nên nhiên đăng không hiểu tại sao gã làm như vậy. Một tiếng giống khiến người rách màng tai vang lên lấn át mọi tiếng động trong thiên địa. Grau, đám hùng chủ cửu u âm đế quay đầu nhìn, sau đó trận to mắt sợ đến suýt hồn phi phách tán. Một mảnh thú hình cọp đen thui chạy ra từ hư không hắc ám, nó mọc hai cánh, vai cao ngàn trượng, dài ba ngàn trượng, lông toàn thân đen thui phản chiếu ánh sáng như cương châm, đôi mắt đỏ như máu toát ra sát khí vô tận. Tiếng giống chấn khung trời, vỗ cánh vạn cốt khô, quỷ cốc tử giật mình kêu lên, đó là, cùng kỳ, quỷ cốc tử như nhìn thấy ác mộng, tôn ngộ không, dương tiến, kim quang thánh mẫu, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương và Nhiên Đăng, hạn bạt ở phía xa nghe hai chữ cùng kỳ cũng trợn tròn mắt. Cùng kỳ, một trong bốn mãnh thú, các loại sách cổ của Hoa Hạ đều có ghi chép về nó, ví dụ như Sơn Hải Kinh, Sử Ký, Tả Truyền vân vân. Các sách miêu tả hình tượng khác nhau, có văn hiến nói cùng kỳ thuộc tộc Cộng Công. Quỷ Cốc Tử Tinh Thông tài học bách gia, từng xem nhiều ghi chép về cùng kỳ nên ấn tượng sâu sắc. Nhìn cùng kỳ chạy đến ra đầu Quỷ Cốc Tử Tê Dại, Đám thần ma tôn ngộ không cũng ớn lạnh, Đối với thần ma đến từ thần thoại hoa hạ thì cùng kỳ quá nổi tiếng, cấp bậc truyền thuyết. Cùng kỳ như núi thái một đường gợi lên gió rít, hoành hành vô kỵ. Tần quân bị vô số trường mâu thiên lôi đâm chú ý thấy cùng kỳ đến, lòng mừng rỡ, nhưng lúc này hắn không rảnh quan tâm nó. Thần hình kiếp quá mạnh, mỗi đợt trường mâu thiên lôi đủ đánh chết thái ất kim tiên bình thường, tốc độ mau đến khó tin, siêu sắc bén. Nếu không nhờ cực viêm ma thần ngăn cản tần quân đã thủng lỗ chỗ. Tần quân cắn răng mắng, đây là thần hình kiếp gì vậy? Quá biến thái, Tần Quân muốn xem bảng liệt kê thuộc tính của cùng kỳ, nhưng bị công kích dồn dập kiểu này thì khó làm được chuyện khác. Cực Phiêm Ma Thần giang hai tay gầm giống, dùng lồng ngực ngăn cản trường mâu thiên lôi liên tiếp không ngừng. Lôi quang và hỏa hoa phản chiếu rực rỡ chói lòa, nhìn như khó khăn nhưng Cực Phiêm Ma Thần không ngừng biến lớn, đã cao tới 200 trượng, toàn thân rực cháy tam muội chân hỏa, tư thái ma thần bày ra rõ ràng. Thình thịch thình thịch thình tim Tần Quân đập nhanh hắn cảm giác năng lượng không thuộc về mình đang chuyển động chạy trồm trong gân cốt bách hải, làm hắn hết hồn. Có chuyện gì, tần quân xoay tròn mắt, không lẽ đây là dấu hiệu thần hình kiếp? Cơ vĩnh sinh kinh kêu, nguy rồi, ngươi giết oán thần, oán niệm của hắn đã xâm nhập vào cơ thể ngươi. Ra đầu tần quân tê dại, buông một tiếng, tần quân cảm giác đầu óc nổ tung, ý thức chìm trong hỗn độn. Trường 1098, cùng kỳ giận cắn hỗn độn chung. Cùng kỳ đã đi tới bên cạnh tần quân, vai cao ngàn trượng, nó vô cùng khổng lồ, dù là cực viêm ma thần cũng thật thấp bé trước nó. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tần quân chằm chằm dường như đang suy tư điều gì, lông đen bay theo gió tựa như khoác lửa đen, âm trầm khủng bố. Trường mâu thiên lôi vẫn điên cuồng giáng xuống cực viêm ma thần, cùng kỳ nhìn một lúc rồi đưa mắt hướng đông hoàng thái nhất và thái dương tinh ở phía xa. Đám người tôn ngộ không căng thẳng nhìn, cùng kỳ nổi tiếng giữ, với khoảng cách này nếu nó tấn công tần quân thì bọn họ không kịp ngăn cản, chỉ biết hồi hộp dương mắt nhìn hy vọng nó đừng làm bậy. Đông Hoàng Thái nhất chú ý cùng kỳ đến, gã nhướng mày thầm nghĩ. Đây là mãnh thú gì mà hơi thở không giống bình thường. Thái dương tinh ngưng tụ bằng thái dương chân hỏa dưới chân đông hoàng thái nhất còn đang chìm xuống, từ chỗ cao tiết nhìn xuống dưới thái dương tinh đã đẻ cái hố sâu mấy vạn trược. đất bùn xung quanh như hạt bụi cuộn trào, không thấy bóng dáng bổ đề tổ sư đâu. Tuyệt thiên nguyên và các vực xung quanh rung bẩn bật, vô tận chi hải dâng lên sóng dữ phương xa hơn vô số núi lửa phun trào núi sông rung lắc mây lôi cuồn cuộn một hạo kiếp thổi quét nguyên huyền đương đại thế giới sắp đến bồ đề tổ sư bị thái dương tinh đè hai chân run run đông hoàng thái nhất dốc hết sức đè xuống làm lão không chịu nổi mắt bồ đề tổ sư đầy tơ máu không được cứ tiếp tục thế này thì không chỉ mình ta huyền đương đại thế giới cũng sẽ bị hủy trong thái dương thần lâm chứa thái dương chân hỏa cực mạnh quả cầu lửa tích lũy mật độ cao mà nổ thì hậu quả không tưởng tượng nổi Bồ đề tổ sư hận mình tu vi không bằng kiếp trước, không thì đã chẳng cho phép đông hoàng thái nhất cản dỡ như vậy. Có tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, rào, bồ đề tổ sư giật nảy mình quay đầu nhìn, cùng kỳ khổng lồ như núi thái chạy vụt qua hư không, gió rít thổi lông như lửa đen đang phừng phực cháy. Người thường thấy chắc đã sợ bay mất hồn vía, cùng kỳ, con người bồ đề tổ sư có rút, mãnh thú tồn tại trong truyền thuyết này tại sao xuất hiện ở đây. Cùng kỳ như nổi điên lao hướng đông hoàng thái nhất, Há to mồm máu như có thể nuốt vào một ngọn núi hung mãnh không gì sánh được phương xa đám sinh linh không sợ chết còn đang xem trời ạ à, đó là cái gì đây là yêu thú hay man thú vậy hơi thở của nó thật khủng khiếp như đi ra từ biển máu bọn họ có tu vi khá cao biết bây giờ dù có trốn cũng vô dụng thái dương thần lâm mà đập chúng sâu trong lòng đất rồi nổ thì tất cả sinh linh trong huyền đương đại thế giới đều chết hết đông hoàng thái nhất giận dữ con súc sinh này dám tấn công gã thái ất chân nhân, hình thiên, thiên mệnh đại đế trợn mắt há hốc mồm nhìn. Con mãnh thú tấn công đông hoàng thái nhất, không lẽ là tần quân mời đến. Thái ất chân nhân lẩm bẩm thu phục được cả cùng kỳ, tần quân trở nên cao sâu khó dò trong lòng thái ất chân nhân. Nỗi lòng thiên mệnh đại đế phức tạp, hình thiên, thái ất chân nhân, cùng kỳ thuộc hạ của tần quân không thua gì thiên mệnh đại đế, càng đừng nói bổ đề tổ sư. Ngay dưới mí mắt của gã xuất hiện thiên kiêu như vậy khiến thiên mệnh đại đế cảm giác đang mơ. Thiên mệnh đại đế cười khổ nói, gì mà đệ nhất thiên hạ, chỉ là trò cười. Bây giờ thiên mệnh đại đế chỉ có thể cầu nguyện đám thuộc hạ của tần quân ngăn được Đông Hoàng Thái Nhất. Đinh, Đông Hoàng Thái Nhất phung hỗn độn trung cao ngàn trượng đập vào đầu cùng kỳ. Cùng kỳ tức giận gầm giống nhưng nó không bị đập bay. Cùng kỳ há mồm máu cắn hỗn độn trung, mắt Đông Hoàng Thái Nhất lé tia khinh thường, muốn cắn bể hỗn độn trung của gã. Cho nó tu luyện thêm trăm vạn năm cũng không thể nào. Đông Hoàng Thái Nhất vì tay vung, hỗn độn trung dung lên hất bay cùng kỳ. Trên biển mây xuất hiện một lỗ đen, các bóng người đi ra. Gồm 12 người, 9 nam ba nữ, đều đeo mặt nạ đồng thau khắc hoa văn huyền ảo. Họ mặc áo giống nhau, màu đỏ văn đen, long phượng tranh nhau phát sáng, phất phới theo gió trông như hoa văn long phượng sống lại. Nam nhân vạm vỡ dẫn đầu kinh ngạc kêu lên, ủa, cường giả nhập thánh cảnh đại chiến, mái tóc đen cột trên mũ vàng, khuôn mặt nam nhân tuấn tú, đôi mắt sáng như trăng khiến người không dám nhìn thẳng. Người một người khác lên tiếng, không ngờ huyền đương đại thế giới ra nhân vật như vậy. Hai cường giả nhập thánh cảnh, còn có nhiều đại la thủy tiên. Chúng ta đã quá sơ sót huyền đương đại thế giới, nơi này dù gì là cái nôi ban đầu của thần tiên. Có lẽ tiểu tử thi triển thuật thỉnh thần chết trong tay ai đó trong số họ. Dù biết thái dương thần lâm của đông hoàng thái nhất thì đám người này không hoảng hốt, bình phẩm từ đầu đến chân. Nữ nhân tóc đỏ đứng cạnh nam nhân khôi ngô hỏi, đại tôn chủ, chúng ta ra tay không? Nàng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng khí chất vô cùng lạnh lùng, đầu chân mày lộ ra tử khí. Nam nhân khôi ngô được gọi đại tôn chủ mắt lóe tia sáng nhẹ giọng nói. Đợi xem chút nữa, nam nhân mắt nóng bỏng nhìn hỗn độn chung của đông hoàng thái nhất, gã nhận ra ngay hỗn độn chung bất phàm, lòng nổi lên tham lam. Nữ nhân tóc đỏ nhẹ gật đầu, không nhiều lời nữa. Một hàng 12 người đứng trên biển mây xem chiến đấu, bọn họ không tiết lộ ra hơi thở, không ai phát hiện ra họ. Cùng kỳ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, bị hỗn độn chung đánh bay nhiều lần vẫn không cam lòng. Thân thể cao lớn bay tới bay lui giữa hư không giấy lên gió bão xua tan cát bụi trong không khí, thiên địa tối tăm được thái dương chân hỏa chiếu sáng như ban ngày, dù cách mấy trăm dặm cũng mơ hồ thấy bóng dáng cùng kỳ và thái dương tinh. Cùng kỳ gầm giống, rào, lại lần nữa cùng kỳ bị đụng bay, nó há mồm hướng đông hoàng thái nhất, một cột sáng màu đen to trăm trượng bắn ra xuyên qua bụi mù đánh vào hỗn độn chung. Đông hoàng thái nhất dùng mình suýt bị vùa tay. Súc sinh này có sức lực rất lớn, mắt Đông Hoàng Thái Nhất lóe tia sáng lạnh, trong lòng dâng lên sát ý. Đông Hoàng Thái Nhất thấy cùng kỳ uy vũ rất muốn thu phục, nhưng Súc sinh này vô lễ như thế thì đừng trách gã không khách sáo. Ông 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 hỗn độn chung bỗng vang lên, cột sáng đen bị đánh tan. Bồ Đề Tổ sư bắt lấy cơ hội hai tay gồng sức, phất trần phát ra ánh sáng rực rỡ hất tung Thái Dương Tinh. Đông Hoàng Thái Nhất rung động, bản năng dậm chân nhưng lúc này vô số lông dài màu trắng dọc theo bề mặt Thái Dương tinh đánh hướng gã, chúng nó không sợ Thái Dương chân hỏa, muốn chói lấy gã. Chương 1099, khinh miệt, chết tiệt, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng, mắt lóe tia sáng định thúc giục Thái Dương tinh nổ, nhưng gã còn do dự. Nếu gã dám để Thái Dương tinh nổ thì làm lâu rồi, Đông Hoàng Thái Nhất chưa làm vì gã không muốn chết theo. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ Thái Dương tinh này ẩn chứa bao nhiêu pháp lực, Thái Dương chân hỏa bản thân gã gặp vụ nổ cũng sẽ chết hoặc bị thương. Cùng kỳ từ bên cạnh đụng vào Thái Dương Tinh, lồng đen như kim thép không sợ Thái Dương chân hỏa chút nào, dựa vào sức mạnh đụng bay Thái Dương Tinh. Bồ đề tổ sư thoát khỏi áp chế, mặt tái mét nửa quỳ trong phế tích. Đông Hoàng Thái Nhất bị hất bay, gã siết chặt hỗn độn trung tức giận chừng cùng kỳ. Mắt Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy sát ý trừng cùng kỳ. Tức chết bản hoàng. Bồ đề tổ sư vốn rất khó chơi, Đông Hoàng Thái nhất khó khăn lắm sắp chiến thắng lão ai ngờ giữa đường chạy ra cùng kỳ. Không thể nương tay nữa, ánh mắt Đông Hoàng Thái nhất sắc lạnh, gã vốn không định xuống tay ác, vì kế hoạch cửu đế thiên hạ, gã muốn giữ lại cường giả đỉnh cao của huyền đương đại thế giới. Nhưng bây giờ Đông Hoàng Thái nhất nổi giận, gã bất chấp. Bồ đề tổ sư, cùng kỳ đều phải chết, Đông Hoàng Thái nhất định hành động bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vụt ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt gã xuyên qua biển mây thấy 12 người đứng. Con người Đông Hoàng Thái Nhất có rút bản năng dùng thần thức quét qua, sau đó biến sắc mặt. Bụi bay mù mịt, Bồ Đề Tổ Sư thở hổn hển đứng dậy, ngước đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Bồ Đề Tổ Sư thấy Đông Hoàng Thái Nhất hơi lạ, lão nhìn theo hướng ánh mắt của gã, sau đó cơ mặt lão cứng ngắc. Thiên Mệnh Đại Đế, Hình Thiên, Thái Ất Chân Nhân thấy kỳ kỳ, quay đầu nhìn. Họ thấy 12 bóng người như vị thần, cả đám biểu tình cực kỳ khó xem. Thái ất chân nhân nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Hình thiên không lên tiếng nhưng gã cảm nhận sự cường đại của 12 người. Không thua gì đông hoàng thái nhất, bồ đề tổ sư. Thiên mệnh đại đế trợn to mắt tràn đầy kinh hoàng nói. Không lẽ là, không lẽ là đại năng của tiên giới mà lâu nam nói. Nghĩ đến đây thiên mệnh đại đế run run, đông hoàng thái nhất và bồ đề tổ sư biểu hiện ra lực lượng chắc chắn sẽ làm cổ tiên giới kiêng rè, thậm chí giống 13 vạn năm trước xuất động vô số thần tiên hủy diệt thánh đình. Lâu Nam ở phía xa biểu tình tuyệt vọng, lão lơ lửng trên trời thì thào. Tiêu rồi, tiêu đời thật rồi. Vốn tưởng là một đại năng cổ tiên giới không ngờ đến 12 vị. Còn lấy tên huyền hư, Lâu Nam dường như nghĩ tới cái gì, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, gần 6 chữ. Huyền hư thập nhị tôn giả, ngày càng nhiều hùng chủ chú ý đến huyền hư thập nhị tôn giả trên biển mây, dĩ nhiên bọn họ không liên tưởng đến thần tiên, còn tưởng là cường giả ẩn thế xuất hiện. Đám hùng chủ bàn tán những người này là thần thánh phương nào? Chắc không đơn giản, người không trông thấy yêu hoàng, bồ đề tổ sư ngừng đánh rồi sao? Trời, không lẽ lại có người càng mạnh xuất hiện, thì ra huyền đương đại thế giới sâu không lường được, cảm giác danh dự trước kia của chúng ta đều là trò cười. Cửu u âm đế, kiếm chủ, viêm hoàng, nhiên đăng rét run. Bọn họ đều là đại la thủy tiên, quét thần thức hướng huyền hư thập nhị tôn giả cảm giác như đụng phải gai, linh hồn đau nhức là biết tu vi của huyền hư thập nhị tôn giả vượt xa họ, nhiên đăng cười to bảo lại là cường giả nhập thánh cảnh nhiên đăng muốn điên bây giờ tu vi của lão quá yếu nếu có thể trở lại tu vi đỉnh cao kiếp trước thì lão đã không bó tay thế này nhiên đăng cũng nhìn ra đông hoàng thái nhất chưa đến độ cao kiếp trước không thì cường giả nhập thánh cảnh như con kiến với gã kiếp trước đông hoàng thái nhất cũng là cường giả nhập thánh cảnh dù kiếp này chưa đến nhập thánh cảnh nhưng tầm mắt còn đó giọng đại tôn chủ bỗng nhiên vang vọng thiên địa sao các ngươi không tiếp tục đi uy áp mênh mông khuếch tán thiên địa uy áp lấy tuyệt thiên nguyên làm trung tâm bao trùm trăm vực. Mặt đông hoàng thái nhất lạnh băng, khuôn mặt bồ đề tổ sư trầm trọng nhìn huyền hư thập nhị tôn giả. Hắc điệp tiên tử nhíu mày nói, hơi thở này, rất quen thuộc, hắc điệp tiên tử suy nghĩ kỹ, mắt đẹp trợn to. Khi thần vô cơ thi triển thuật thỉnh thần thì hơi thở rất giống huyền hư thập nhị tôn giả, không lẽ? Nghĩ đến đó hắc điệp tiên tử run rẩy, bóng ma 13 vạn năm trước lại bao trùm trong lòng nàng. Đông Hoàng Thái nhất trầm giọng hỏi, không chút sợ hãi các ngươi là ai khí thế của những người này dù mạnh nhưng chưa đến độ cao đông hoàng thái nhất không cách nào chiến thắng có hỗn độn chung thì gã sợ gì ai một nam nhân đứng bên cạnh đại tôn chủ cười khẩy nói ngươi xứng biết tên của chúng ta nửa mặt bên trái của gã có màu xanh nhìn rất rùng rợn giọng điệu khinh miệt làm mắt đông hoàng thái nhất lóe sát ý đông hoàng thái nhất hừ lạnh một tiếng hừ vậy thì các ngươi đi chết đi đông hoàng thái nhất ngoắc tay phải Thái Dương Tinh bị cùng kỳ đụng bay mấy chục dặm lại bay về. Đông Hoàng Thái nhất vung tay phải lên trên, Thái Dương Tinh vạn trượng đụng vào huyền hư thập nhị tôn giả, Thái Dương chân hỏa bốc cháy theo gió, thế không thể đỡ. Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành Thái Dương Tinh có nhiệt độ siêu cao, Đại La Thủy Tiên cũng không dám đón đỡ. Huyền hư thập nhị tôn giả đối diện Thái Dương Tinh mặt không đổi sắc, còn châm chọc thảo luận. Huyền hương đại thế giới ra nhân vật như vậy, chúng ta phải xóa sổ thôi. Nhàm, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt, ừm, lại phải thanh tẩy huyền đương đại thế giới rồi. Yêu này Tu Vi đến nhập thánh cảnh hậu kỳ đã rất giỏi, về Tu Vi thì có thể trở thành tôn giả. 12 tôn giả hoàn toàn không để Đông Hoàng Thái Nhất vào mắt. Đông Hoàng Thái Nhất đến nhập thánh cảnh hậu kỳ, bọn họ thì kém nhất cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ, đại tôn chủ thì đến viên mãn, nhìn ngang ngó dọc gã đều thua chắc. Đại tôn chủ không cười nhưng mắt nhìn hỗn độn chung chầm chầm, mắt hấp hái tia sáng liên tục. Thái Dương Tinh sắp động chúng, trừ đại tôn chủ ra 11 tôn giả ra tay, pháp lực các màu tụ lại hình thành cơn lũ ngập trời đẩy hướng Thái Dương Tinh. Âm 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 âm, lũ pháp lực va chạm với Thái Dương Tinh, thanh âm chấn động trời đêm, chấn nứt đất đai. Gió to tàn phá, tần quân và cực viêm ma thần đang độ kiếp ở phía xa bị hất bay. Các sinh linh xem cuộc chiến lùi nhanh, đám hùng chủ không dám đến gần.